Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 1351. Lúc này hàng chục chiến hạm bỗng xuất hiện trên mặt biển Nhân Huệ, rẽ thuyền lướt sóng tiến thẳng đến vùng biển Hoa Quốc. Tướng quân Từ, một lượng lớn tàu chiến hạm của Mễ Quốc bỗng xuất hiện trong khu vực phòng thủ của quân ta. Làm sao đây, có kịp chặn đánh không? Trong phòng chỉ huy tác chiến ở chiến khu Đông Nguyên, một sĩ quan thượng tá chỉ vào vô số điểm đỏ hiển thị trên màn hình radar, căng thẳng nói. Từ Kiêu Long chắp hai tay ra sau lưng đi qua đi lại. 10 phút trước, ông ta vừa nhận được điện thoại của Tiêu Chính Văn bảo hãy để ý đến vùng biển Nhân Huệ. Lẽ nào, tướng quân Từ, đối phương có cả một đội hình đông đảo, số lượng tàu chiến hạm mà quân ta có thể điều động đến bây giờ vẫn không bằng một nửa bên đối phương. Nghe thế Từ Kiêu Long nhíu chặt mày. Lúc này không phải là vấn đề về quân số mà là một khi ông ta đối phó quá khích thì sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng không thể cứu vãn. Mau lên, gửi báo cáo cho chiến bộ, đồng thời báo cáo tình hình của chúng ta cho trưởng lão chiến bộ, để chiến bộ quyết định. Từ Kiêu Long bỗng ngẩng đầu lên lớn tiếng nói với tham mưu tác chiến bên cạnh, thông báo cho toàn bộ chiến khu Đông Nguyên, toàn bộ hải quân vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Bắt đầu từ giờ phút này cho đến khi không còn cảnh báo. Bất kể giờ phút nào, đèn không được tắt, binh sĩ thế nào, tổ chức đạn dược ra sao, đều phải báo cáo. Nếu chiến đấu, mặc dù Từ Kiêu Long không nắm chắc nhưng cũng phải gây nhiều thiệt hại cho quân địch. Đây là sức mạnh của quân đội Hoa Quốc. Nếu hòa thì phải đuổi đối phương ra khỏi vùng biển Hoa Quốc. Đây là thanh danh của Hoa Quốc. Vâng, cả chiến khu Đông Nguyên lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo thời chiến. Cùng lúc đó trong khu vực Bắc Lương, đại quân hàng trăm nghìn người đang tập trung lực lượng quân sự ở biên giới. Thượng tướng nước Hùng tên là Roy đích thân dẫn đoàn quân áo giáp 300.000 người đối đầu với quân Bắc Lương 400.000 người do Long Nhất dẫn đầu ở bên kia sông. Chỉ trong thoáng chốc, rất nhiều tin tức quân sự được gửi về Long Kinh. Không khí chiến tranh bao trùm như thể sắp diễn ra một trận chiến thế kỷ. Báo cáo của tiền tuyến liên tục gửi đến thiên tử các như bông tuyết. Thiên tử đọc từng lá thư tình báo quân sự trước mặt, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Đông Tây Nam Bắc, nơi nào cũng đang trong trạng thái chuẩn bị cho một trận chiến lớn. Đây là tình cảnh nguy hiểm mà trước giờ Hoa Quốc chưa từng gặp phải. Các vị có chiến lược tốt nào không? Thiên tử nhìn các quan chức đang đứng dưới đài Cửu Long, sắc mặt u ám hỏi. Chiến lược tốt, mọi người đều lắc đầu. Lúc này còn ai có thể nghĩ ra được chiến lược gì hay ho nữa đây? Đại quân áp sát, không đánh thì đầu hàng. Nhưng vấn đề là ai bước ra chiến đấu đây? Đánh như thế nào? Chương 1352. Một tháng trước toàn bộ quân phá Long 200.000 người đều bị biên chế lại. Cho dù trong tay Long Nhất có quân Bắc Lương 40.000 người thì cũng chỉ có vài nghìn người là trụ cột của quân phá Long mà thôi. Đại quân 300.000 người của nước Hùng sắp áp sát đến nơi, đánh thế nào đây? Tất cả tàu chiến ở chiến khu Đông Nguyên cộng lại cũng chỉ hơn 40 chiếc. Đối mặt với đội ngũ đẳng cấp 7, 80 chiếc tàu chiến hạm cực lớn của Mễ Quốc, có thể thắng được sao? Rất nhiều nước nhỏ ở phía Nam đang gấp rút muốn đánh vào. Hiện giờ đang rơi vào tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này một đám quan chức lo sợ mình nói nhiều thêm một chữ thì sẽ gặp tai họa. Các vị đều là các quan chức trụ cột của Hoa Quốc, bây giờ đất nước gặp khó khăn. Các vị không có ý kiến gì sao? Sắc mặt thiên tử càng trở nên khó coi. Thiên tử, Hoa Quốc ta không thiếu binh sĩ, nhưng tướng sĩ có thể chiến đấu, thiện chiến thì lại, lúc này một sĩ quan cấp tá của quân đội bước ra từ hàng cuối cùng thấp giọng nói. Thật ra trong lòng các võ tướng đều tỏ như gương. Với cục diện phức tạp như vậy thì chỉ có một người mới có thể khiến Hoa Quốc đứng vững. Tiêu Chính Văn. Tiếc là Tiêu Chính Văn đã thề rằng sau này nếu Hoa Quốc có chiến sự cũng không còn liên quan đến anh nữa. Ngoài Tiêu Chính Văn ra, còn ai dám đảm đương trách nhiệm này? Hỗn láo, thiên tử còn chưa lên tiếng, ông Lạc đã quay đầu lại nhìn sĩ quan cấp tá đó nói, cậu dám ám chỉ thiên tử vô dụng sao? Thiên tử, tôi tuyệt đối không có ý đó, tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu không đón Tiêu Chính Văn về thì e là không ai có thể giải quyết được cục diện này. Người đâu, thấy sĩ quan cấp tá đó vẫn cãi lại, ông Lạc lớn tiếng gọi cảnh vệ quân bên ngoài đại điện. Hơn 20 cảnh vệ quân cùng bước đến kéo sĩ quan cấp tá đó ra ngoài.
Trong khi mọi người còn đang rất ngạc nhiên thì bên ngoài vang lên vài tiếng súng càng khiến các quan chức cảm thấy ớn lạnh. Ông Lạc đang muốn thay thiên tử trừng trị sao? Ông Lạc, ông làm thế là có ý gì? Một quan chức già bỗng chỉ vào ông Lạc lớn tiếng chất vấn. Cho dù vừa nãy sĩ quan cấp tá đó có nói gì không đúng, thì xử phạt thế nào cũng phải do thiên tử quyết định. Nhưng ông Lạc chỉ ra lệnh một tiếng đã giết quan chức ngay trước mặt thiên tử. Đây không phải là đang vượt quá bổn phận mà là đang thăm dò thái độ của các quan chức. Tôi có ý gì ư? Ông Lạc cười khẩy, sau đó xoay lưng về phía thiên tử chắp tay sau lưng nói, bây giờ mọi người đang bàn chuyện, người này lại dám nói bóng nói gió bênh vực cho Tiêu Chính Văn thì đáng chết. Chương 1353 lẽ nào các vị phản đối sao? Ông Lạc híp mắt nở nụ cười cực kỳ đáng sợ nói. Đọc nhanh tại Việt Reuters lúc này cảnh vệ quân ở cả Long Kinh này đều đã nằm trong tầm kiểm soát của ông Lạc. Hơn nữa bốn thiên vương thiên cấp 4 sao đã đến, các nước cũng đã áp sát đến biên giới. Thật ra ông Lạc và người đứng đằng sau ông ta đang đợi tin tức này. Khi Hoa Quốc đối mặt với vô số nguy hiểm rình rập từ bốn phía, thập lão chiến bộ, trưởng lão tông miếu còn có thể xử lý nổi sao? Chỉ dựa vào mấy quốc lão đó à? Bốn vị thiên vương thiên cấp 4 sao ở ẩn nhiều năm đủ để đối phó với 6 vị quốc lão. Chuyện này, các quan chức gần như cùng lúc ngước mặt lên nhìn thiên tử đang ngồi trên ghế rồng. Lúc này sắc mặt thiên tử cũng trắng bệch, hai mắt sắc bén nhìn ông Lạc một hồi lâu vẫn không lên tiếng. Ông Lạc, ông đang dò xét giới hạn cuối cùng của tôi đấy à? Một lúc sau, thiên tử mới trầm giọng nói. Thiên tử, cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi đang thay cậu loại bỏ những người không trung thành thôi. Ông Lạc không hề sợ hãi xoay người lại nhìn thẳng vào thiên tử đắc ý nói. Phản rồi, ông lão vừa mới nói hai câu, ngoài cửa đã có mười mấy cảnh vệ quân bước vào cưỡng chế lôi ông lão ra khỏi thiên tử các. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều đã hiểu rõ mưu đồ của ông Lạc. Thiên tử, Hoa Quốc cần một vị thủ lĩnh sáng suốt chứ không phải một tên hôn quân. Thế nên tôi nghĩ cậu không hợp làm thiên tử của Hoa Quốc, từ cổ chí kim có câu, người có đức mới tồn tại được. Thấy sự việc đã đến nước này, ông Lạc cũng không giấu giếm thêm nữa, lớn tiếng nói trước mặt tất cả các quan chức. Họ Lạc kia, lẽ nào ông cướp ngôi ư? Tôi cho rằng mình vẫn trung thành với Hoa Quốc, cũng trung thành với Hoàng Thất. Nhưng vị thiên tử này quá bảo thủ cố chấp, nếu Hoa Quốc rơi vào tay cậu ta không chừng sự cố gắng cả đời của thiên tử cũ sẽ trôi theo nước mất. Ông Lạc chắp tay sau lưng đĩnh đạc nói. Tôi không hợp làm thiên tử thì ông nghĩ ai mới là người thích hợp? Thiên tử nhìn chằm chằm vào ông Lạc. Tôi, lúc này ngoài thiên tử các bỗng vang lên một giọng nói như tiếng chuông đồng. Ai cơ, các quan chức không khỏi quay đầu lại nhìn ra ngoài. Chỉ thấy ông Tăng cao ngạo dẫn theo một ông lão cùng bước vào thiên tử các. Khi nhìn rõ mặt của ông lão phía sau ông Tăng, mọi người đều kinh ngạc, sửng sốt. Tần Vương, mọi người đều đồng thanh nói. Từ lúc Tần Vương thất bại trong việc tranh ngôi vị với thiên tử cũ cho tới nay thì vẫn luôn ở ẩn. Thế nhưng năm đó ở Hoa Quốc, uy danh của Tần Vương tại Long Kinh cũng rất cao, chỉ đứng sau thiên tử cũ. Rất nhiều quan chức đang có mặt ở đây đều từng là cấp dưới của Tần Vương. Chương 1354 người có thanh danh giống như cây cao có bóng, quan chức đang có mặt cùng đồng thanh chắp tay nói, chào Tần Vương. Trong lòng thiên tử cũng không khỏi thảng thốt khi nhìn thấy Tần Vương. Nếu là người ngoài có ý đồ mưu đoạt ngôi vị hoặc là võ thí thiên thì thiên tử còn có sức chiến đấu một trận. Dựa vào thập lão chiến bộ và các trưởng lão tông miếu, chắc chắn có thể đánh thắng quân địch. Thế nhưng người này lại là Tần Vương. Không chỉ quan chức không tiện nhúng tay vào, mà ngay cả trưởng lão tông miếu và thập lão chiến bộ cũng không có cách nào can dự. Trong lúc kinh ngạc, thiên tử chậm rãi đứng dậy. Quan sát Tần Vương rồi nói, hóa ra là ông. Tần Vương cười khẩy, liếc mắt nhìn thiên tử, bình thản nói, tại sao không thể là tôi? Cậu có thể ngồi lên vị trí ngày hôm nay cũng cần phải cảm ơn tôi đấy. Nếu không có tôi giúp đỡ, cậu cho rằng với tài trí của mình mà có thể loại bỏ hết vô số đối thủ để ngồi lên vị trí cao nhất đó sao? Tần Vương vô cùng kiêu ngạo chắp tay sau lưng. Ông Lạc cung kính đứng sau lưng Tần Vương. Không sai. Từ nhiều năm về trước, tôi đã đến bên cạnh cậu và Tần Vương vẫn luôn đứng trong bóng tối âm thầm tương trợ. Nghe thấy lời này, thiên tử như bừng tỉnh ngộ.
chả trách những mưu kế mà ông Lạc đưa ra cho mình, mỗi một chiêu đều có thể nhắm chúng vào chỗ hiểm. Ban đầu thiên tử còn hoài nghi tại sao ông Lạc lại biết rõ từng chân tơ kẽ tóc những chuyện trong hoàng thất như vậy. Lúc này, tất cả những mơ hồ cuối cùng cũng sáng tỏ. Cho cậu ngồi lên vị trí đó chẳng qua cũng là tạm thời thôi, hôm nay tôi sẽ lấy lại vị trí thiên tử vốn dĩ nên thuộc về mình. Tần Vương vừa nói vừa chậm rãi bước lên trên bậc thềm, khoảng cách tới vị trí của thiên tử càng lúc càng gần. Đứng lại, hai sĩ quan tiến lên trước muốn ngăn Tần Vương lại. Tần Vương lạnh lùng hừ một tiếng, khẽ phất tay áo, một luồng sức mạnh toát ra thổi bay hai sĩ quan này ngã xuống đất. Thiên tử không khỏi nhíu mày, Tần Vương đã đạt tới cảnh giới thiên vương. Hơn nữa nhìn khí thế của cụ ta tuyệt đối không chỉ là thiên vương một sao. Ông đã đạt đến cảnh giới thiên vương rồi sao? Trong lòng thiên tử lập tức trùng xuống. Ha ha, Tần Vương ngửa mặt cười lớn, nói tổ long sống lại giúp tôi đạt đến đỉnh cao. Lúc này tôi đã là thiên vương thiên cấp 4 sao rồi. Danh con, muốn đấu vài chiêu với tôi không? Cụ ta vừa dứt lời, các quan chức trong điện đều hết sức kinh ngạc. Cùng lúc này, bốn bóng người cùng đồng loạt xuất hiện trước cửa thiên tử các. Chương 1355 bốn ông lão đều là cường giả cảnh giới thiên vương 4 sao. Thu Vạn Hành, Lý Quốc Song, Triệu Kính Hải, Lưu Việt Long. Bốn cao thủ ở cảnh giới thiên vương nổi tiếng 30 năm trước cùng xuất hiện trên đại điện càng khiến mọi người thêm kinh sợ. Ủng hộ Tần Vương thì là người một nhà, nếu không sẽ giết không tha. Bốn người đồng thanh hô lên, giọng nói vang khắp đại điện. Toàn bộ quan chức đều cúi thấp đầu, đồng loạt đối diện với Tần Vương, đang định quỳ xuống. Một tiếng gầm lớn đột nhiên cắt ngang mọi người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vô liêm sỉ, nghe thấy giọng nói phẫn nộ này, mọi người đồng loạt nhìn ra bên ngoài điện. Chỉ thấy Tần Hán Quốc và Giang Vạn Long lần lượt đứng bên ngoài. Trước đây, cháu trai của hai người bọn họ bị đưa đến thiên tử các, thiên tử không muốn để ông cháu bọn họ chia xa nên mới âm thầm phái người đón luôn Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc tới thiên tử các. Sáng sớm ngày hôm nay, không khí của thiên tử các vô cùng khác lạ, từng nhóm cảnh vệ quân đột nhiên tiến vào thiên tử các. Long Thất đã dự cảm được sắp có chuyện lớn gì xảy ra. Vậy nên anh ta đã cải trang thành cảnh vệ quân bình thường lẻn vào trong thiên tử các, đặc biệt dặn dò Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc tuyệt đối đừng đi lung tung, hôm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra. Thế nhưng Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc đâu chịu nghe lời Long Thất. Vừa nãy, hai người bọn họ mới thăm dò được tin Tần Vương đang bức vua thoái vị ngay tại đại điện. Lúc này hai người họ mới đứng dậy đi tới bên ngoài đại điện thiên tử các. Mắng chửi Tần Vương vô liêm sỉ. Giang Vạn Long, Tần Hán Vương, hai người nên biết trân trọng tính mạng của mình đi. Tần Vương nhìn Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc, lạnh lùng nói. Việc hai người bọn họ từng là trưởng lão không hề sai, thế nhưng lúc này, bọn họ vừa không làm quan vừa không có quyền, dù gì đây cũng là tình thế không có cách nào thay đổi được nữa. Tần Vương, Tiên Vương đối xử với ông không tệ. Rõ ràng biết ông phản bội Long Kinh cũng chưa từng truy cứu. Sao ông có thể mặt dày vô liêm sỉ phát động tạo phản, mưu đồ cướp đoạt ngôi vị như thế? Giang Vạn Long phẫn nộ chỉ vào Tần Vương mà gầm lên, các vị, mặc dù thiên tử vừa mới lên ngôi, nhưng các vị đều là quan thần của thiên tử, lẽ nào mấy người không trung thành chút nào hay sao? Tần Hán Quốc nói với đám quan chức. Thế nhưng mọi người chỉ biết cúi đầu trầm mặc. Quả thật bọn họ không hề muốn chống đối. Nhưng bốn cao thủ ở cảnh giới thiên vương thiên cấp đang ở kia, bảo bọn họ lấy cái gì ra để chống đỡ đây. Giang Vạn Long, Tần Hán Quốc, tôi là người có đức tính tốt đẹp, chỉ cần hai người quỳ xuống trước mặt tôi, cao giọng hô lên một câu thiên tử thì tôi sẽ tha cho hai người một con đường sống, nếu không. Chương 1356 Tần Vương khẽ híp mắt nói, không chỉ có hai người phải chết, ngay cả đứa cháu bị đưa vào thiên tử các cùng với mấy người cũng phải chết thảm ở nơi này. Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc nghe vậy thì phá lên cười, nói chúng tôi phó tá tiên vương cả đời, gia sản mất trắng, hiện chẳng còn lại gì trong tay, nếu như nói thật sự muốn hai người chúng tôi hy sinh không tiếc máu xương, hai người bọn tôi tuyệt đối không nhíu mày chần chừ dù chỉ một chút. Tần Vương, muốn ăn thịt thì phải há miệng ra, muốn uống máu thì cầm dao tới đây mà chém này. Tần Hán Quốc vỗ ngực, không mảy may sợ hãi. Tần Vương trợn tròn hai mắt. Nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt sắc lạnh. Mặc dù bọn họ không có quyền,
nhưng lại đại diện cho quan chức lão làng của đám đông và không hổ thẹn với cháu mình. Người đâu? Tần Vương gầm lên một tiếng ra ngoài cửa. Bốn cảnh vệ quân bước nhanh vào bên trong đại điện. Kéo hai lão già ngu dốt này lên đại điện cho tôi. Đánh gãy hai chân của bọn họ trước, xem bọn họ có còn cứng miệng được nữa hay không. Rõ, mấy cảnh vệ quân lập tức xông vào dẫn Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc lên đại điện. Chờ đã, thiên tử đột nhiên xua tay nói, Tần Vương, nếu như ông đã muốn vị trí thiên tử, với cục diện như hiện giờ, tôi e rằng cũng không còn lựa chọn nào khác, nhưng xin Tần Vương đừng làm trung thần của Hoa Quốc bị thương, nếu không sẽ khiến cho các quan chức khác đau lòng. Ha ha, Tần Vương ngửa mặt cười lớn, thế các lão Âu Dương thì sao? Ông ta đáng chết gà, Tiêu Chính Văn nữa, không phải cũng bị cậu đuổi đi rồi ư, bây giờ mới thấy hối hận thì cũng đã muộn rồi. Sau đó, Tần Vương lại chỉ tay vào Tần Hán Quốc và Giang Vạn Long. Nói, đáng tiếc là tới tận bây giờ hai lão già ngu dốt này vẫn bị cậu và Tiêu Chính Văn che mắt, mấy người hát bè cho nhau quả thực cứ y như thật. Đáng tiếc là chỉ có thể lừa dối lũ dốt nát này chứ làm sao qua mắt được tôi. Nghe thấy lời này, Tần Hán Quốc và Giang Vạn Long cũng vô cùng kinh ngạc. Những chuyện bên trong, Long Thất đã nói lại đại khái với hai người họ từ lâu. Chỉ là Long Thất cũng chỉ dựa vào phỏng đoán của mình, không hề nói chi tiết. Tuy nhiên Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc đã không còn quan tâm tới những thứ này nữa. Lúc này, bọn họ chỉ muốn bảo vệ cho thiên tử, chỉ muốn dựa vào nhiệt huyết của mình để đấu một trận sống còn. Chương 1357 ra tay đi, Tần Vương lạnh lùng hạ lệnh cho cảnh vệ quân trong đại điện. Mấy tên cảnh vệ quân vung gậy sắt, đập xuống hai chân Tần Hán Quốc. Bụp, ngay khi tất cả quan chức nhắm mắt lại, một tiếng động nặng nề truyền đến. Một con dao quân đội năm cạnh xuyên qua ngực của hai tên cảnh vệ quân. Gậy sắt trong tay bọn họ còn chưa kịp vung xuống đã rơi xuống đất. Hai thi thể ngã xuống, con dao quân đội năm cạnh vẫn chưa dừng lại, lưỡi dao quay đầu, chĩa vào Tần Vương. To gan, Tần Vương xung tay, hất bay con dao quân đội năm cạnh, rồi lùi về sau mấy bước. Thu Vạn Hành đột nhiên quay lại, nói, là ai? Mau ra đây! Người đạt cảnh giới thiên vương đều có khả năng điều khiển đồ vật. Đối phương có lẽ cách thiên tử các chưa đến 100 mét. Nếu không thì không thể giết hai cảnh vệ quân một cách không phát ra âm thanh như vậy được. Là bản soái, Tiêu Chính Văn đẩy cánh cổng cấm cung ra, bước vào thiên tử các, khẽ phất tay, con dao quân đội năm cạnh quay lại lòng bàn tay. Long vương, bốn cường giả cảnh giới thiên vương đều đang ở đây, có cần gọi cứu viện không? Long Nguyệt đi phía sau Tiêu Chính Văn, nhìn thấy Thu Vạn Hành, Lý Quốc Song, Triệu Kính Hải, Lưu Việt Long đều ở đây, cũng vô thức run sợ. Đây đúng là điều không thể ngờ được. Thập lão chiến bộ, trưởng lão Tông Miếu đều không thể tham gia trận chiến, dù sao thì bọn họ cũng không thể dùng vũ lực chống lại Tần Vương. Lúc này, chỉ dựa vào một mình Tiêu Chính Văn thì sao có thể là đối thủ của bốn người này đây? Tiêu Chính Văn, Tần Vương không hề ngạc nhiên. Mà ngược lại còn nở nụ cười tươi. Cho dù Tiêu Chính Văn đang ở trạng thái đỉnh cao, nhưng sao có thể thắng được bốn người chỉ với sức của một mình anh chứ? Tần Vương, ông dám phạm thượng làm loạn, có nghĩ đến hậu quả hay chưa? Tiêu Chính Văn mặc chiến bào hoa văn rồng xanh, chậm chậm bước vào thiên tử các, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm Tần Vương. Làm loạn, bản vương là vương tước họ Cơ, có quyền tiếp quản ngôi vị. Tần Vương giễu cợt nói. Chương 1358 vị trí thiên tử có thể dùng vũ lực để tranh giành sao? Trên người thiên tử có khí vận của Hoa Quốc, sao ông có thể thay thế được chứ? Giọng Tiêu Chính Văn như tiếng chuông lớn, vang vọng khắp đại điện. Tần Vương không nhịn được ngửa mặt cười lớn, khí vận ư. Có lẽ cậu vẫn chưa hiểu, mỗi vị vương gia đều có khí vận giống nhau. Cho dù bọn họ là thiên tử thì cũng không có nhiều khí vận hơn tôi đâu. Nói xong. Tần Vương quay đầu lại nhìn thiên tử, nói cho cậu ta biết, tôi nói đúng hay sai. Thiên tử hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, liếc nhìn Tiêu Chính Văn đang bị thương nặng, bất lực thở dài, bây giờ, chúng ta đã không còn cách nào xoay chuyển trời đất nữa rồi, Tiêu Chính Văn, tôi có lỗi với cậu. Có lỗi với các lão Âu Dương và mỗi vị trung thần của Hoa Quốc. Nói đến đây, mắt thiên tử trào ra hai hàng lệ. Cảm giác bi thương này đè nén trong lòng thiên tử quá lâu rồi. Để tìm ra kẻ đứng sau ông Lạc,
thiên tử đã phải hy sinh các lão Âu Dương, một số trung thần cũng bị ông Lạc bức hại đến chết. Sao thiên tử có thể không biết được chứ? Tất cả mọi chuyện đều vì ngày hôm nay, nhưng lúc nhìn thấy Tần Vương, thiên tử đã biết sinh mệnh của tất cả mọi người đều đã hy sinh vô ích. Tần Vương chính là điểm mấu chốt của con đường chết này. Thân phận của cụ ta khiến thiên tử không thể triệu tập được thập lão chiến bộ và lục đại quốc lão đến đây, trưởng lão tông miếu cũng không thể nhúng tay vào. Chỉ dựa vào một mình Tiêu Chính Văn thì hết cách cứu vãn. Nghe rõ chưa, ngay cả thiên tử cũng chịu thua rồi. Tần Vương chắp tay sau lưng, đắc ý cười lớn. Vô dụng, lúc này, một tiếng gầm rung động trời đất vang lên. Màng nhĩ của mọi người chấn động đến mức đau đớn, thậm chí trong tai mấy vị quan chức còn chảy máu. Tông chủ Võ Thần Tông, Võ Thí Thiên, nghe thấy giọng nói này, Tiêu Chính Văn không khỏi quay đầu lại nhìn. Lúc này, không chỉ có Võ Thí Thiên, mà còn có Dược Sư Hoàng và bốn vị trưởng lão của Võ Thần Tông cùng xuất hiện bên ngoài thiên tử các. Ánh mắt Tần Vương trở nên lạnh lẽo. Cụ ta không hề quan tâm đến người khác, chỉ ngoại trừ Võ Thí Thiên. Thật không ngờ, sau nhiều năm như vậy còn có thể gặp lại Tần Vương, quả nhiên là nằm ngoài dự đoán của tôi. Sự xuất hiện của mấy người Dược Sư Hoàng khiến Tiêu Chính Văn vô cùng kinh ngạc. Hóa ra, Võ Thần Tông và Dược Sư Hoàng luôn quan tâm đến cục diện thay đổi ở Long Kinh. Chương 1359 đặc biệt là cái chết của các lão Âu Dương, khiến Dược Sư Hoàng luôn có một câu hỏi trong lòng. Thiên tử cũng không phải là người hồ đồ, không thể lựa chọn người kế vị ngu ngốc đến vậy. Vì thế, các thám tử của Dược Vương Cốc luôn theo dõi mọi thứ ở Long Kinh, và báo cáo cho Dược Sư Hoàng bất cứ lúc nào. Còn Võ Thí Thiên từ sau lần bị thiên tử ép phải rút lui trước đó, trong lòng luôn nghĩ về ngôi vị thiên tử. Ngay cả ông ta còn không thể có được ngôi báu thì sao Tần Vương có thể giành được chứ? Chỉ cần dung hợp được trái tim rồng Hắc Long, đạt đến cảnh giới thiên thần thì Võ Thí Thiên sẽ có đủ tự tin để chiến thắng. Trước lúc đó, kẻ nào dám nhòm ngó đến ngôi báu này đều là kẻ thù của Võ Thí Thiên. Vì vậy hai người bọn họ mới cùng đến cấm cung vào lúc này. Thu Vạn Hành, bắt Võ Thí Thiên lại. Lúc này, Tần Vương không hề quan tâm đến Tiêu Chính Văn và Giang Vạn Long nữa. Võ Thí Thiên mới là kẻ thù thực sự của cụ ta. Thu Vạn Hành nghe vậy lập tức tiến lên một bước, nhìn Võ Thí Thiên, nói, nhóc con của Võ Thần Tông, cậu có nhận ra tôi không? Muốn phân cấp bậc sao? Võ Thí Thiên chế nhạo nói, vật đổi sao rời, bây giờ trong mắt tôi, ông chẳng qua chỉ là loài tép siêu mà thôi, lui ra đi. Trong lúc nói, Võ Thí Thiên đột nhiên phóng ra một luồng khí. Luồng khí mạnh mẽ này phóng thẳng về phía Thu Vạn Hành. Thu Vạn Hành cười khẩy, khẽ nhúc nhích, một bức tường khí lập tức chắn ngay trước mặt. Bùm, một tiếng động lớn vang lên, Thu Vạn Hành vẫn bình an vô sự. Nhóc con, trong cảnh giới thiên vương, chưa từng có ai là đối thủ của tôi, nếu hôm nay nhất định phải đánh thì tôi sẽ khiến cậu chết một cách đau đớn. Thu Vạn Long cũng không dễ dàng bỏ qua, đưa tay rút kiếm, múa mấy đóa hoa kiếm, xông về phía Võ Thí Thiên. Lý Quốc Song cũng tiến lên, đánh với Dược Sư Hoàng. Hai người còn lại chặn đường đi của Tiêu Chính Văn và thiên tử. Tiếng động chém giết trong sân giữa Võ Thí Thiên và Thu Vạn Hành thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tiêu Chính Văn chuyển sự chú ý của mình đến thiên tử. Lúc này, vị trí của thiên tử đã bị Tần Vương khống chế. Vì Võ Thí Thiên và Dược Sư Hoàng đã thu hút sự chú ý của Thu Vạn Long, cho nên lúc này chính là cơ hội tốt để Tiêu Chính Văn cứu thiên tử. Nghĩ đến đây, Tiêu Chính Văn lại rút con dao quân đội năm cạnh ra. Triệu Kính Hải và Lưu Việt Long chú ý đến hành động nhỏ của Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói Tiêu Chính Văn, từ bỏ ý định thì sẽ giữ được mạng sống. Triệu Kính Hải và Lưu Việt Long bất ngờ tấn công Tiêu Chính Văn. Chương 1360 gần như trong lúc tia lửa điện lóe lên, con dao quân đội năm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn nhanh chóng bay ra, phóng thẳng về phía Tần Vương đang ở cách đó không xa. Tiêu Chính Văn không hề quan tâm đến sự tấn công của Triệu Kính Hải và Lưu Việt Long, mà dùng tốc độ cực nhanh để tấn công Tần Vương. Ngông cuồng, Tần Vương gầm lên, nâng tay đánh một chưởng, uy thế vô song, một trận gió lớn cuốn lên, phóng thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Chỉ trong thoáng chốc, thiên tử các rơi vào cảnh tượng hỗn loạn. Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc nhân cơ hội này bảo vệ thiên tử ở phía sau từ từ lùi ra điện sau.
Lúc này một mình Tiêu Chính Văn bị ba người bao vây tấn công, nếu không phải vì trước đó bị thương nặng thì có lẽ anh vẫn còn sức để đánh trả. Nhưng lúc này vừa đánh chưa được 2 phút, Tiêu Chính Văn đã cảm thấy hoa mắt choáng váng, từng cơn khí huyết trào lên. Tiêu Chính Văn chỉ có thể cắn răng kiên trì, một khi vết thương cũ tái phát thì hôm nay chắc chắn là ngày chết của anh. Dù có đổ máu cũng phải bảo vệ thiên tử rời khỏi đây an toàn. Phụt, bên ngoài đại điện vang lên âm thanh chói tai, Thu Vạn Hành bị văng ra ngoài như một viên đạn pháo. Võ Thí Thiên khinh thường liếc nhìn thi thể của Thu Vạn Hành, ông ta hừ một tiếng rồi sải bước đi vào thiên tử các. Ông ta muốn tự tay giết chết Tần Vương. Để lấy lại ngôi vị sau này của mình, giữ vững căn cơ. Lý Quốc Song vội vã chạy đến cản lại. Nhưng thực lực giữa cụ ta và Thu Vạn Hành khác xa một trời một vực. Bốn người họ đều là thiên vương thiên cấp 4 sao. Nhưng mức độ thực lực lại khác nhau. Trong bốn người chỉ có một mình Thu Vạn Hành là người có khả năng đánh với Võ Thí Thiên. Dù như thế, Thu Vạn Hành cũng không đỡ được quá 10 chiêu đã bị Võ Thí Thiên giết chết. Lúc này Võ Thí Thiên đã dung hợp gần một nửa trái tim rồng Hắc Long, mà tim rồng Hắc Long lại thiên về chém giết. Thế nên mặc dù Võ Thí Thiên chưa đột phá đến cảnh giới thiên thần, nhưng thực lực đã vượt xa mức độ mà thiên vương 4 sao có thể đối địch. Cho dù là cường giả cảnh giới thiên thần 1 sao thì ông ta cũng có sức đánh một trận. Xoẹt, một vòng sáng màu bạc lóe lên trong lòng bàn tay Võ Thí Thiên, thanh kiếm dài chém về phía Lý Quốc Song. Đòn tấn công này vừa không có uy thế đáng sợ gì, vừa không có âm thanh xé tan bầu trời cực lớn, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sát khí kinh khủng. A, thậm chí Lý Quốc Song không kịp ra tay đã kêu lên một tiếng thảm thiết, thi thể bị Võ Thí Thiên chém làm đôi. Vù. Chương 1361 Dược Sư Hoàng liếc mắt nhìn sang. Lúc này thực lực của Võ Thí Thiên đã mạnh hơn một tháng trước không biết bao nhiêu lần. Lẽ nào, các quan chức đứng một bên cũng đồng loạt lùi về sau nửa bước chừa ra một đường cho Võ Thí Thiên. Võ Thí Thiên cao ngạo bước vào thiên tử các, lạnh lùng nói, Tần Vương, hôm nay Võ Thần Tông tôi sẽ thay thiên tử chém chết ông, có lời trăng trối gì thì cứ nói trước đi. Giọng nói này lọt vào tai Tần Vương, người đang dùng hết sức bình sinh tấn công Tiêu Chính Văn. Tần Vương không khỏi kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Thu Vạn Hành đã chết thảm ngoài cửa đại điện và Lý Quốc Song cũng bị chém làm đôi. Cụ ta không khỏi hốt hoảng, vội vàng lùi về sau nhìn chằm chằm vào Võ Thí Thiên. Võ Thần Tông, chẳng qua cũng là kẻ cướp ngôi mà thôi, cậu có tư cách gì mà trừng trị tôi thay thiên tử? Tần Vương cầm thanh kiếm dài lên tức giận nhìn Võ Thí Thiên. Giết ông còn cần lý do sao? Dứt lời, Võ Thí Thiên lại chém ra một nhát. Trận chiến hôm nay Võ Thí Thiên nghĩ nhất định sẽ thắng. Thế nên ông ta ra tay rất nham hiểm, không hề nương tay chút nào. Dù trong tay Tần Vương có bảo kiếm cũng bị ông ta chém gãy. Nhưng khi thanh kiếm dài của Võ Thí Thiên sắp đánh vào người Tần Vương bỗng phát ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt. Khí vận tổ long, keng, nhát kiếm này rất mạnh nhưng không thể khiến Tần Vương bị thương. Tuy nhiên Võ Thí Thiên lại bị chấn động. Hai cánh tay hơi tê dần, tay cầm thanh kiếm dài cũng không khỏi run rẩy. Tần Vương tránh được một nhát kiếm cũng khiếp sợ đến mức ngây người. Nhát kiếm vừa nãy suýt nữa đã tiến cụ ta vào quỷ môn quan. Ha ha, sau khi hoàn hồn lại, Tần Vương bỗng ngửa mặt lên trời bật cười thành tiếng. Khí vận này là một thứ rất kỳ diệu. Không ngờ khí vận vốn dĩ bảo vệ cho gia tộc Hoàng thất lại giúp cụ ta thoát chết. Võ Thí Thiên, cậu đã thấy chưa? Đây chính là sự khác biệt giữa dân thường như cậu và huyết mạch hoàng tộc đấy. Mặc dù tôi không phải là thiên tử nhưng lại là hoàng tộc cũ trước đây, có khí vận trong người thì cậu đâu thể tùy tiện làm tôi bị thương được chứ? Hừ, Võ Thí Thiên nghiến răng, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cũng may ông ta không trở mặt hoàn toàn với thiên tử, nếu không kết cục khó mà tưởng tượng được. Lúc này Tiêu Chính Văn đã bị Triệu Kính Hải và Lưu Việt Long áp sát vào góc chết. Sắp không thể chống đỡ được nữa. Mà lúc này Võ Thí Thiên cũng đã có suy nghĩ muốn rút lui. Nếu đối phương đã có khí vận trong người thì không phải là người mà ông ta có thể chém giết dễ dàng. Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc không khỏi thở dài. Cho dù Võ Thí Thiên và Dược Sư Hoàng đến đây cũng khó mà xoay chuyển tình thế. Thiên tử, xem ra ván cờ của chúng ta thiết sót một chút nữa. Tần Hán Quốc không khỏi cười gượng.
mặc dù ông ấy vừa biết được kế hoạch của Thiên Tử và Tiêu Chính Văn nhưng vẫn không khỏi thở dài. Chương 1362 dừng tay lại, Thiên Tử thấy tình hình này thì biết mọi chuyện đã xác định được bên nào thắng, nếu tiếp tục đánh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi đồng ý nhường ngôi lại cho Tần Vương, nhưng tôi có một yêu cầu, tha ông Giang, ông Tần và Tiêu Chính Văn, để họ đi. Thiên Tử bước ra từ điện sau nói. Nếu tôi không tha thì sao? Tần Vương khoát tay với Triệu Kính Hải và Lưu Việt Long, hai người lần lượt lùi ra một bước không bao vây tấn công Tiêu Chính Văn nữa. Lúc này Tiêu Chính Văn cũng đã kiệt sức, vết thương cũ trên người lại tái phát, miễn cưỡng chống đỡ không ngã xuống mà thôi. Không tha thì tôi sẽ tự sát ngay tại đây, trước mặt tất cả các quan chức. Để tôi xem ông lên ngôi thế nào. Nói xong, Thiên Tử rút một thanh kiếm dài từ trên người cảnh vệ quân bên cạnh để lên cổ mình. Xoẹt, sắc mặt Tần Vương thay đổi, cụ ta có thể ép Thiên Tử nhường lại vị trí nhưng tuyệt đối không thể giết. Càng không thể ép Thiên Tử vào chỗ chết. Nếu không vị trí Thiên Tử sẽ không bao giờ thuộc về cụ ta nữa. Hừ, được, rất tốt, tôi đồng ý với cậu tha mạng cho ba người họ, nhưng cậu Tần Vương mới nói được một nửa, trên bức tường ngoài điện vang lên tiếng ho khan. Khụ khụ, nghe thấy âm thanh này, Tiêu Chính Văn quay phắt lại. Giọng điệu này cực kỳ quen thuộc, chính là ông lão anh từng gặp ở gần Gò Côn Luân. Hai, mấy người toàn là một đám vô tích sự, Thiên Tử cũ tốn bao nhiêu tiền nuôi một đám các người cũng chẳng bằng nuôi một ông già như tôi. Dứt lời, ông lão lắc mình nhảy xuống bờ tường. Ông cụ, Tiêu Chính Văn là người đầu tiên nhận ra ông lão, anh nhanh chóng bước đến. Tình hình gay gâu hôm nay được cứu rồi. Ôi trời, thằng nhóc cậu không cần mạng nữa à, bị thương nặng thế này mà vẫn có thể đánh được ba người, quả là dũng cảm, đáng được khen. Nhưng vẫn thiếu chút đầu óc. Dứt lời, ông lão lấy tay chỉ vào đầu của mình. Cụ ấy lấy một bình thuốc từ trong ngực ra đưa cho Tiêu Chính Văn nói, uống nó rồi học theo ông già tôi đây này. Đánh nhau đâu phức tạp đến thế. Tiêu Chính Văn nhận lấy bình thuốc, không nói nhiều mà lấy một viên thuốc màu đen trong đó cho vào miệng. Cảm giác mát lạnh bỗng truyền khắp cơ thể, từng cơn khí huyết trào lên lúc nãy bỗng biến mất. Đám người Võ Thí Thiên và Tần Vương đồng loạt nhìn chằm chằm ông lão. Mặc dù không nhìn ra ông lão này mạnh thế nào nhưng chắc chắn người này không đơn giản. Từ đầu đến giờ, không chỉ có đám người Tần Vương mà ngay cả Võ Thí Thiên và Dược Sư Hoàng cũng không phát hiện ra sự tồn tại của ông lão. À thì, ai muốn phạm thượng làm loạn thế? Ông lão bước vào đại điện đảo mắt nhìn mọi người, mỉm cười ẩn ý hỏi. Ông già, ông đang tự đâm đầu vào chỗ chết đấy. Tần Vương chỉ vào ông lão nháy mắt ra hiệu cho Triệu Kính Hải. Soạt, Triệu Kính Hải không nhiều lời, đâm thẳng một kiếm về phía tim ông lão. Chương 1363 thằng nhãi danh, dám đấu đao kiếm với tôi sao? Ông lão phất ống tay áo, không có bất kỳ uy lực nào, cũng không có tiếng gió phát ra. Chỉ có một lực mạnh vô cùng thuần khiết nặng nề đập trúng người Triệu Kính Hải. Phụt, một âm thanh trầm đục vang lên, trên người Triệu Kính Hải đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng to bằng hạt đậu nành. Cơ thể Triệu Kính Hải bất thình lình cứng đờ, ánh mắt tràn đầy sự hoảng sợ, kinh hoàng nhìn chằm chằm vào ông lão. Triệu Kính Hải chỉ cảm thấy sinh mạng của mình dường như đang điên cuồng trôi tuột đi mất. Trong nháy mắt, toàn thân cụ ta không còn chút sức lực. Phù phù, Triệu Kính Hải ngã ngửa xuống đất, chết ngay tại chỗ, mắt cụ ta vẫn đang trợn tròn, cơ thể không ngừng co giật. Tĩnh lặng, trong đại điện rộng lớn yên lặng tới mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Võ Thí Thiên cũng đổ mồ hôi lạnh trên trán. Ông lão nhìn có vẻ rất bình thường, thậm chí trong từng động tác giơ tay nhấc chân đều hoàn toàn không giống như một người có năng lực. Nhưng vừa nãy, trong khoảnh khắc ông lão đưa tay lên, Võ Thí Thiên lại nhìn thấy trong tay ông lão có một luồng sáng vô cùng chói mắt. Ông lão này rốt cuộc là ai? Võ Thí Thiên thầm suy đoán. Ông, cút ra ngoài cho tôi, đây là nơi nào chứ, Long Đài đấy. Là nơi ông có thể ở được sao? Ông lão chỉ tay vào Tần Vương. Cơ thể Tần Vương bất giác khẽ run rẩy. Cho dù chỉ là một ánh mắt không thân thiện, Tần Vương cũng cảm thấy bản thân dường như có thể bị ông lão đuổi đi bất kỳ lúc nào. Ông lão, tôi chỉ là thế chỗ trừng trị hôn quân thôi. Tần Vương vừa lắp bắp giải thích vừa thuận theo ý của ông lão, đi xuống Long Đài. Thế chỗ trừng trị hôn quân ư? Ai cho ông cái quyền đó?
Tôi thấy ông sống đủ rồi có phải không? Ông lão trừng mắt nhìn Tần Vương, quay đầu lại nói với Tiêu Chính Văn, nhóc con, thanh kiếm vàng của cậu đâu rồi? Lấy ra cho tôi xem nào. Tiêu Chính Văn hơi sững sờ, nhưng đã lập tức hiểu ra, vội đáp lại một tiếng rồi xông ra khỏi Thiên Tử Các. Chỉ có nhà họ Tiêu mới có quyền trên chém đầu hôn quân, dưới chém đầu nghịch thần. Thấy Tiêu Chính Văn đã đi lấy long kiếm, trong lòng Tần Vương bỗng cảm thấy nặng nề. Chương 1364 với những việc mà cụ ta đã làm cũng đủ để chém cụ ta 10 nhát. Ông lão, chưa chắc ông đã hiểu rõ thế cục, hơn nữa, chuyện này có liên quan tới an nguy của đất nước, vậy nên, bớt khua môi múa mép ở trước mặt tôi không bị ông đánh lừa đâu. Hoa quốc đang yên đang lành, các người lại làm sằng làm bậy. Thật sự cho rằng Hoa quốc không còn ai nữa sao? Thiên tử là người có thể tùy tiện để ai làm cũng được hả? Cũng không xem lại bản thân mình đi, đã lớn tuổi như vậy rồi, còn đi tranh giành đấu đá. Nếu ông thật sự vì Hoa quốc thì hôm nay tôi sẽ không đánh ông. Nhưng ông lại vì lợi ích riêng mà không quan tâm tới đất nước, như vậy nhất định đáng đánh. Dứt lời, ông lão vung tay lên tát một bạt tai. Bốp, cú tát này khiến Tần Vương ngã lăn xuống đất, đau đến mức khuôn mặt già nua của Tần Vương phải co giật. Nhưng cụ ta chỉ có thể nhẫn nhịn cú tát này, ít nhất không bị ông lão thẳng tay giết chết như Triệu Kính Hải, đối với Tần Vương mà nói đây cũng được coi là nhân từ. Võ Thí Thiên híp mắt lại, nhìn ông lão nói, ông lão, xin câm miệng. Tôi còn chưa hỏi tới cậu, cậu định cướp lời gì chứ? Cậu cũng muốn ngồi lên đó sao? Ông lão chỉ tay vào long đài, sắc mặt Võ Thí Thiên hơi biến đổi. Hai, vị trí thiên tử, ai mà không muốn ngồi lên? Nhưng các người có biết, việc này liên quan tới mạng sống của bao nhiêu người dân. Kẻ đáng hận nhất là kẻ thông đồng với nước địch, dụ dỗ đại quân của nước địch, gây ra chiến tranh. Có đúng không? Ông lão lạnh lùng trừng mắt nhìn Tần Vương. Tần Vương ôm lấy khuôn mặt bị tát đến tê dại, bất lực cúi đầu xuống. Lúc này, thế lực còn mạnh hơn con người. Một mình ông lão, áp chế toàn bộ người có mặt ở đây đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngay cả Võ Thí Thiên kiêu ngạo như vậy, đứng trước mặt ông lão cũng không dám thở mạnh. Không lâu sau, Tiêu Chính Văn cầm long kiếm quay lại. Nhóc con, lão già này đáng chết, nhưng bây giờ ông ta không thể chết, về phần người khác, người nào nên giết thì giết, không cần nương tay. Ông lão một tay chắp sau lưng, chỉ vào Tần Vương. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Tần Vương, lập tức hiểu được ý của ông lão, giữ lại mạng cho Tần Vương còn có nhiều lợi ích. Hiện giờ các nước khởi binh đều là do sự xúi dục của Tần Vương nên chỉ cần một câu nói của Tần Vương thì đám quân nước ngoài có thể rút lui. Việc này có lợi với Hoa quốc hơn so với việc để mười mấy vạn binh lính đổ máu nơi chiến trường. Nghĩ vậy, Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn ông Lạc. Lúc này, ông Lạc đang định chuồn đi từ cửa sau, nhưng không ngờ ông lão bỏ qua cho Tần Vương, Tiêu Chính Văn lại chuyển sự chú ý tới ông Lạc. Chương 1365 Tiêu Chính Văn. Thật sự tất cả việc này đều không phải là chủ ý của tôi, là ông ta. Là ông ta bắt tôi cho dù thế nào, cũng phải tiêu diệt cậu và trưởng lão Long Các, thao túng quyền chỉ huy cảnh vệ quân. Tôi thật sự vô tội mà. Bản lĩnh nhìn sắc mặt người khác để hành sự của ông là quả thật không ai sánh bằng. Mắt thấy tình thế chuyển biến đột ngột, ông ta ngay lập tức đẩy hết tội lỗi lên người Tần Vương. Tiêu Chính Văn cầm long kiếm trong tay. Ánh mắt lạnh lùng u ám nhìn ông Lạc nói, ông giết các lão Âu Dương, có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Các lão Âu Dương một đời lo lắng cho đất nước, sai ở đâu chứ? Ông Giang, ông Tần đã quyên góp toàn bộ số tài sản, tận tâm với đất nước đến mức nào? Vậy mà ông lại dám vu khống cho hai người họ tham ô chi phí quân sự? Ông ngày ngày ở bên cạnh xúi dục thiên tử, không vừa lòng với ai thì chém luôn người đó ở trên đại điện. Ông nói cho tôi biết. Tất cả chuyện này là ai đã chỉ thị ông? Ông Lạc bị chất vấn đến mức mặt lúc trắng lúc đỏ, cơ thể khẽ run rẩy. Lúc này, ông ta đã không còn đường lui. Ánh mắt đằng đằng sát khí của Tiêu Chính Văn càng khiến ông Lạc kinh hãi khiếp sợ. Tiêu Chính Văn, tôi thừa nhận, có vài chuyện quả thật là do tôi tự ý làm càn, nhưng cậu đừng quên, trong tay tôi còn có cảnh vệ quân. Cậu dám động vào một sợi lông của tôi thì cảnh vệ quân sẽ cho Long Kinh tắm trong biển máu. Ông Lạc điên cuồng hét lớn với Tiêu Chính Văn. Cho Long Kinh tắm trong biển máu ư? Tần Vương vô thức quay đầu lại, hoảng sợ nhìn ông Lạc, ai cho phép ông làm như vậy?
Tần Vương muốn đoạt quyền không sai, nhưng cụ ta không hề muốn làm hại tới dân chúng. Đây là giới hạn cuối cùng của cụ ta. Hừ, người không vì mình, trời tru đất diệt. Lão già, nếu không nhìn thấy ông nuôi hy vọng đoạt quyền thì sao tôi có thể cam tâm tình nguyện làm tay sai vặt cho ông chứ? Lúc này, ông Lạc vì bảo vệ tính mạng đã hoàn toàn mất đi giới hạn cuối cùng. Ông ta giống như con chó điên cắn loạn, thậm chí cắn cả chủ của mình. Ha ha, ông lão nhìn thấy vậy, không nhịn được ngửa mặt cười lớn, chủ thế nào thì cấp dưới y như vậy, nhìn thấy chưa, kẻ phản nước thì đến cả người bên cạnh cũng không tin tưởng hắn. Sắc mặt Tần Vương vô cùng khó coi, đường lui này của ông Lạc quả thật nằm ngoài dự liệu của cụ ta. Nếu ông Lạc thật sự cho Long Kinh tắm trong biển máu thì tội lỗi này sẽ bị đổ lên lưng Tần Vương. Chương 1366 năm đó, cụ ta được người ta kính yêu biết bao, chỉ thiếu một chút nữa sẽ đăng vị. Không ngờ, danh tiếng cả đời cụ ta quý trọng lại bị hủy hoại trên tay của tên họ Lạc kia. Báo cáo, cảnh vệ quân đã bị quân phá Long không chế toàn bộ. Chờ chỉ thị của vua Bắc Lương, ngay vào lúc ông Lạc đang đắc ý, đột nhiên có một giọng nói vô cùng vang dội truyền từ bên ngoài vào đại điện. Ông Lạc nghe xong như rơi xuống vực thẳm. Cùng với tiếng roi da giòn giã nện xuống mặt đất, Long Thất Trang nghiêm bước từng bước một vào Thiên Tử Các. Báo cáo vua Bắc Lương, cảnh vệ quân đã được quân đội của chúng ta tiếp quản toàn bộ. Tổng chỉ huy cảnh vệ quân tiền nhiệm là Lương Tân Tân đã bị bắt, hiện đang ở ngoài điện, đợi xử phạt. Sự xuất hiện của Long Thất khiến trong lòng ông Lạc bồn chồn. Mẹ nó, tính trăm nghìn kế cũng không ngờ được rằng tên nhãi Long Thất này còn có chiêu khác. Cậu nói bậy nói bạ. Tôi chưa bao giờ để cậu nắm thực quyền thì làm gì có chuyện cậu tiếp quản được cảnh vệ quân. Ông Lạc giận dữ hét lớn như bị mất trí, mặt mày dữ tợn. Long Thất thương hại liếc nhìn ông ta, hờ hững cười nói, lão già, ông cũng là một kẻ thông minh đấy, mấy trò tráo đổi lúc trước tôi làm đều bị ông vạch trần hết. Đáng tiếc là ông quá tham lam cũng quá lo sợ rằng quân phá Long làm hỏng việc lớn của mình. Chỉ ước sao quân phá Long mau chóng giải tán. Kết quả là tôi làm theo kế sách của vua Bắc Lương, tạo cho ông một ý tưởng hay. Cải tổ lại quân phá Long, ông thấy ý tưởng này thế nào? Ông Lạc nghe vậy, lập tức cảm thấy ớn lạnh. Lúc Long Thất hiến kế này cho ông ta, ông Lạc thật sự rất tán thưởng, im hơi lặng tiếng chia quân phá Long thành nhiều tốp nhỏ, còn loại khỏi quyền chỉ huy của tướng lĩnh phe Tiêu Chính Văn. Vì thế, lúc ấy ông Lạc không nhiều lời đã dựa theo giải thích của Long Thất. Chia 200.000 quân phá Long thành tốp nhỏ, đưa vào trong các chiến khu. Ngay cả bên trong cảnh vệ quân Long Kinh cũng sắp xếp 5.000 người. Mày lừa tao. Lúc này ông Lạc mới hiểu rõ tất cả. Cải tổ quân phá Long là một âm mưu. Ông Lạc à, so khôn vặt, so ác độc, không ai bằng ông. Ngay cả tôi cũng không thể không phục. Tiêu Chính Văn chỉ tay vào ông ta. Anh dừng một lúc. Rồi lại nói tiếp, hôm nay tôi sẽ cho ông chết một cách rõ ràng. Dùng người, dụng binh, thế nào gọi là dụng binh? Cùng sống cùng chết, cùng vinh cùng nhục, chính là dụng binh. Chương 1367 quân Bắc Lương tắm máu xa trường nhiều năm, chẳng lẽ lại bị chia rẽ chỉ bởi một mệnh lệnh? Tôi bảo Long Thất giả vờ đầu hàng, đương nhiên ông sẽ không tiếp nhận cậu ấy. Nhưng chắc chắn ông sẽ nghĩ làm cách nào để xử phạt quân phá Long. Không thể giết cũng chẳng thể giữ, càng không thể giải tán, bằng không, Thiên Tử cũng sẽ không đồng ý. Cải tổ lại là biện pháp duy nhất ông có thể làm. Chẳng qua là cải tổ như thế nào thì ông không biết. Dẫu sao ông cũng chưa bao giờ đặt chân vào trong quân đội nên đương nhiên ông không hiểu những chuyện trong đó. Mẹ kiếp, ông Lạc siết chặt nắm đấm, móng tay dài đâm vào da thịt. Không phải ông ta chưa từng nghĩ đến chuyện giám thị chi tiết quá trình cải tổ. Mà do việc phân bổ 200.000 quân đến các nơi khác quá rườm rà. Ông Lạc chỉ có thể ủy quyền cho cấp dưới thân tín của mình đi giám sát. Long Thất đã muốn động tay động chân thì sao mấy kẻ thân tín vô dụng bên cạnh ông Lạc có thể tra được. Hừ, tốt lắm, lão già này sơ suất rồi. Mày, ông Lạc chỉ tay vào Tiêu Chính Văn và Long Thất. Ông ta thật sự rất hận, tại sao mình lại không kiên trì với ý tưởng của mình. Xử lý xong Tiêu Chính Văn và bè đảng của cậu ta rồi mới tiến hành tước đoạt quyền lực. Điều mà ông mong muốn nhất bây giờ chắc là được lên đường nhanh chóng nhỉ. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, đáng tiếc, người khác thì được, chỉ mình ông là không. Khi Tiêu Chính Văn nói đến đây, trong mắt anh như bắn ra hai tia sáng rực rỡ.
Các lão Âu Dương chết thảm đến mức nào? Hôm đó, lúc Tiêu Chính Văn khoác chiếc chiến bào hoa văn rồng xanh của mình lên thi thể ông ấy cũng đã mượn cơ hội này để kiểm tra kỹ lưỡng vết thương trên người ông ấy. Không một phần da thịt nào còn hoàn chỉnh. Ngày đó, Tiêu Chính Văn thật sự không thể kiềm chế được nỗi căm phẫn trong lòng mà rơi nước mắt. Hừ, mặt mày ông Lạc méo mó nói, Tần Vương. Ông đúng là thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Nếu ông nghe lời tôi thì làm gì có chuyện thất bại ngày hôm nay chứ? Ông Lạc tự biết mình khó thoát tội chết, nên lúc nói chuyện, đột nhiên ông ta rút một con dao găm từ sau lưng, thẳng tay đâm xuống lồng ngực mình. Muốn chết à? Tiêu Chính Văn bước nhanh lên trước, vung kiếm chém một nhát. Phịch, bàn tay cầm dao của ông Lạc và thanh dao găm kia đều bị chém rơi xuống đất. Người đâu, có mặt, hai binh sĩ mặc quân trang của cảnh vệ quân Phá Long bước nhanh vào đại điện. Đè lão già khốn kiếp này xuống, đánh chết. Rõ. Chương 1368 ông Lạc cắn răng nhìn bàn tay bị đứt của mình, mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán nhưng vẫn không phát ra bất kỳ tiếng hét thảm thiết nào. Khi đi ngang qua bên cạnh Tiêu Chính Văn, ông Lạc đột nhiên nghiêng đầu nói với Tiêu Chính Văn, danh con, ông già này ở âm tào địa phủ chờ mày. Bớt nói nhảm đi, một trong anh binh sĩ vung tay tát ông Lạc một bạt tai thật mạnh, khiến mặt ông Lạc sưng phù lên. Sau khi ông Lạc bị đưa ra khỏi điện để hành hình, Tiêu Chính Văn phủi vạt áo, đi đến bên cạnh thiên tử, nói, mời thiên tử ngồi lại vị trí cũ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thiên tử không khỏi bùi ngùi. Trăm phương nghìn kế, cuối cùng vẫn tính sai một bước. Nhưng may mắn là ông lão thần bí này xuất hiện mới bảo đảm Hoa Quốc bình an vô sự. Chỉ trầm tư trong phút chốc, thiên tử bước lên ghế rồng, chắp tay với ông lão và Tiêu Chính Văn, nói cảm ơn sự giúp đỡ lớn lao của các vị. Hoa Quốc hôm nay thật may mắn khi có các vị. Thiên tử vạn tuế, các quan chức cũng không phải kẻ ngốc. Hôm nay thiên tử lật ngược tình thế, đám người Tần Vương sẽ chết chắc. Lúc này đương nhiên là thời cơ tốt nhất để bọn họ bày tỏ lòng trung thành của mình. Nhìn đám quan chức trong đại điện, trên mặt thiên tử chỉ có vẻ lạnh lùng, thiên tử tay vươn ra cầm lấy một danh sách đặt trên bàn, rồi tiện tay đưa danh sách đó cho Long Thất bắt toàn bộ những kẻ có tên trên này vào ngục. Rõ, Long Thất nhận lấy danh sách, cẩn thận liếc nhìn, chỉ thấy trên đó chi chít hơn mấy trăm người. Lớn thì có quan chức cấp cao của quốc gia, nhỏ có trưởng phòng bộ phận. Cả chuỗi danh sách dài đều là những quan viên đã cấu kết với ông Lạc. Có thể thấy, quãng thời gian này, thiên tử cũng rất bận rộn. Việc cấu kết của ông Lạc và các quan chức đều bị thiên tử điều tra rõ ràng từ lâu. Hầu như trong cùng một ngày, toàn bộ chốn quan trường Long Kinh đều tiến hành một đợt thay máu lớn từ trên xuống dưới. Mấy trăm tên quan chức đã từng cấu kết với ông Lạc đều bị ném hết vào thiên lao. Cùng lúc đó, dường như những cánh quân đang nham nhè bờ cõi đất nước cũng đã nắm được tin tức, trong lúc bất chợt, tất cả đều án binh bất động, có vẻ như đang đợi kết quả cuối cùng. Nhưng vào lúc này, thiên tử Hoa Quốc lại đột nhiên tuyên bố với toàn thế giới thông qua truyền thông. Phục hồi nguyên chức cho vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn, quân Phá Long lại một lần nữa được sắp xếp lại biên chế, trở về bảo vệ Bắc Lương. Hạm đội Tứ Hải cũng được biên chế lại, thuộc về chiến khu Đông Nguyên. Tin tức này vừa được công bố, cả thế giới đều xôn xao. Kẻ sợ Tiêu Chính Văn trở về nhất là chủ soái của 200.000 quân thiết giáp nước Hùng. Mấy chục chiến dịch lớn nhỏ đánh với quân Phá Long lúc trước, bọn chúng không một lần chiến thắng. Cặp mắt căm hận của Roy nhìn chằm chằm màn hình TV, hàm răng nghiến kêu lập cập. Chủ soái, hay là ta tiến binh? Một tướng lĩnh sải bước vào trong lều soái, xin chỉ thị. Tiến con khỉ, rút quân. Roy vung tay ném tách trà vào TV, cả tách trà và màn hình TV hầu như vỡ vụn cùng lúc. Chương 1369 cùng lúc này, lãnh sứ quán của các nước đều nhận được thư xin lỗi của Tần Vương. Ý nghĩa đại khái là trước đây chỉ đùa với các nước mà thôi, bản thân không hề có ý định tranh giành ngôi vị với thiên tử. Ngay cả tư lệnh Mikoyan của Hải quân Mễ quốc cũng tức tới mức suýt thì nôn ra máu mấy chục chiến hạm cỡ lớn vượt muôn trùng dương tới vùng biển Hoa Quốc. Vẫn chưa nổ phát súng nào mà kịch hay đã kết thúc rồi sao? Phác, thằng chó già, Mikoyan bẻ gãy chỉ chiến thuật trong tay ra thành hai đoạn. Thế nhưng ngoài việc chút giận thì chuyện ông ta có thể làm chỉ là nhanh chóng rút quân. Bởi vì quân đội Tứ Hải của Hoa Quốc đã hỏa tốc kéo tới gần đó. Nếu không rút quân thì chỉ còn nước bị hạm đội của Hoa Quốc bao vây tiêu diệt.
Trong nháy mắt, không gian sặc mùi chiến trận giống như mây đen áp sát đỉnh đầu, khung cảnh lập tức trở nên u ám. Những nước nhỏ khác thấy nước Hùng và Mễ Quốc lần lượt rút lui cũng không dám gây sự. Bọn họ đồng loạt cử người xin lỗi Hoa Quốc, ngoài ra còn thể hiện bằng lòng quy phục Hoa Quốc vĩnh viễn, tuyệt đối không gây sự thêm nữa. Từng cuộc điện thoại nối tiếp nhau gọi tới Long Các. Lúc này, bên trong Long Các như rắn mất đầu, một sĩ quan cấp úy sau khi sắp xếp xong tất cả tin tức đã đích thân mang tới Thiên Tử Các cho Thiên Tử xem xét. Thiên Tử nhìn tin tình báo trong tay, trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười như chút được gánh nặng. Ông Giang, ông Tần, hai người cũng nên phục chức rồi chứ nhỉ? Thiên Tử đứng dậy nói với Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc. Cảm ơn Thiên Tử, nhưng quả thực hai người chúng tôi đã già rồi, Long Các cần những người trẻ tuổi. Nên tận dụng những ngày tháng hòa bình hiện giờ để nhanh chóng bồi dưỡng thế hệ thanh niên, hai ông già chúng tôi không thích hợp để chủ trì Long Các nữa. Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc quỳ lạy trên mặt đất. Hừ, Thiên Tử khẽ nhíu mày nói, hai vị các lão, mấy người ông Lạc đã bị diệt trừ, chính quyền hoàn toàn trong sạch, hai vị đang có ý gì vậy chứ? Lẽ nào còn muốn tôi nhận lỗi với hai người sao? Tần Hán Quốc lắc đầu nguầy nguậy, nói Thiên Tử, cậu hiểu lầm rồi. Hai người chúng tôi đều đã ngoài 70, dù cho có sống lâu trăm tuổi thì nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được 20 năm nữa, vậy sau 20 năm thì biết tính sao? Trong Long Các không thiếu người tài, luôn có những người thích hợp hơn so với chúng tôi, không phải chúng tôi đang giận dỗi, mà nếu Thiên Tử muốn chấn hưng Hoa Quốc, đưa Hoa Quốc trở lại đỉnh cao thế giới thì cần có nhiều người trẻ tuổi đã được bồi dưỡng lâu năm để giúp đỡ cho cậu. Nghe thấy lời này, Thiên Tử nhìn sâu vào mắt hai người họ. Chương 1370 không khó để nhận ra từ trong ánh mắt của hai người, từng từ từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng. Thôi được rồi, hai vị đã tận tâm vì đất nước, cả đời cũng chẳng có bao nhiêu của để dành, thế này đi, tôi ban cho mỗi người 100 mẫu ruộng phì nhiêu để hai người có thể an nhàn tuổi già, được chứ? Thiên Tử định hạ chỉ. Không, hai ông già chúng tôi ăn tiêu cũng chẳng bao nhiêu, lương hưu của quốc gia là đủ rồi. Hai người đồng thanh lên tiếng. Khéo léo khước từ. Ha ha, ông lão ở Côn Luân khẽ gật đầu nói với Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc, không tệ, không tệ. Nếu như mấy người rảnh rỗi không có gì làm, chỉ bằng đi theo tôi trở về Côn Luân sống nốt những ngày tháng đời người ở chốn bồng lai tiên cảnh. Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc cùng quay đầu nhìn ông lão. Cũng hay đấy, nhưng mà, chúng tôi chỉ là người phàm tục. Giang Vạn Long ưng thuận trước. Mặc dù không biết xuất thân của ông lão, nhưng mỗi hành vi cử chỉ của người này rõ ràng đều cao siêu hơn người. Dù là Thiên Tử cũng phải nhìn ông lão này bằng con mắt khác. Ai mà không phải kẻ phàm phu cơ chứ? Ông lão khẽ gật đầu, sau đó nói với Võ Thí Thiên, thằng nhóc, cậu đã trốn được hai kiếp nạn rồi, mấy ý đồ xấu xa kia tốt nhất là nên dừng lại. Lần sau mà còn để tôi phát hiện ra cậu có ý định xấu gì thì trên thế giới này sẽ không còn Võ Thần Tông nữa đâu. Ông... Võ Thí Thiên hoàn toàn không ngờ ông lão lại uy hiếp mình ngay tại đại điện. Tuy nhiên nghĩ tới kết cục ban nãy của Triệu Kính Hải, Võ Thí Thiên lại cố đè nén lửa giận trong lòng. Chỉ cần dung hợp với trái tim rồng Hắc Long, tới lúc đó cần gì phải sợ lão già này nữa. Đàn ông con trai phải biết co biết duỗi. Sau khi tự an ủi mình mấy câu, Võ Thí Thiên mới miễn cưỡng nở một nụ cười, ông lão, sau này sẽ có ngày gặp lại. Nói xong. Võ Thí Thiên phất ống tay áo sải bước đi thẳng ra bên ngoài đại điện. Lúc đi qua Dược Sư Hoàng, ông ta còn xoay đầu liếc nhìn Dược Sư Hoàng. Mà toàn bộ sự chú ý của Dược Sư Hoàng lúc này đều tập trung trên người ông lão, căn bản không có tâm trạng quan tâm tới Võ Thí Thiên. Ông lão, xin hỏi, ông là ông cụ Nhạc Nhạc Trung Kỳ phải không? Võ Thí Thiên vừa bước ra khỏi đại điện, Dược Sư Hoàng đã tiến lên trước hỏi ông lão. Ông lão liếc mắt nhìn Dược Sư Hoàng, khẽ gật đầu nói, ừ, chắc là cái tên này, thời gian lâu quá rồi, tôi cũng chẳng còn nhớ nữa, thằng nhóc cậu giống bố thật đấy. Chương 1371 một câu nói đã thể hiện quá rõ thân phận của ông lão. Đồng thời, trong đáy mắt của Dược Sư Hoàng cũng lóe lên tia sáng. Ông lão này vẫn còn sống khỏe mạnh trên thế gian ư. Trong lòng Dược Sư Hoàng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Kinh ngạc là bản thân chỉ mới nghe bố kể về kỳ nhân này. Sợ hãi vì may là bản thân vẫn chưa lộ ra bất cứ sơ hở nào, từ trước tới nay vẫn luôn ẩn cư ở trong Dược Vương Cốc. Nếu không thì hôm nay cũng khó mà tránh được kiếp nạn.
Nhạc Trung Kỳ rốt cuộc đang ở cảnh giới nào? Dược Sư Hoàng căn bản không dám suy đoán. Thế nhưng, bố Dược Sư Hoàng từng nói, ông lão này đã ở cảnh giới thiên thần 4 sao. Giờ lại trôi qua thêm mấy chục năm, chẳng ai dám đưa ra kết luận hiện nay ông lão có thực lực thế nào. Ông lão, may mắn lắm mới được gặp ông ngoài đời, quả thực rất vinh hạnh. Dược Sư Hoàng khom lưng nói với ông lão, sau đó chào thiên tử rồi bước nhanh ra khỏi đại điện. Sau khi ra khỏi đại điện, vạt áo của Dược Sư Hoàng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt từ lâu. Một trận phong ba cứ thế được dẹp yên. Lúc này Tần Vương vẫn đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh ông cụ Nhạc, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thiên tử bảo các quan chức lui ra ngoài, chỉ còn Tiêu Chính Văn và ông cụ Nhạc ở lại. Ông lão, hôm nay may mà có ông tương trợ, tôi thấy cảm kích vô cùng. Thiên tử chắp tay nói với ông lão. Ông cụ Nhạc chắp hai tay sau lưng, thở dài nói, ai ai cũng muốn ngồi lên vị trí quân vương. Hơn trăm năm trước, nếu như không phải mọi người tranh giành ngôi vị này thì Hoa Quốc đâu đến nỗi trăm họ lầm than. Thiên tử ở đây chính là hạnh phúc của muôn dân, tôi chỉ không muốn máu chảy thành sông, dân đói khắp nơi. Còn về người này thì vẫn mong thiên tử tha cho ông ta một con đường sống. Tôi sẽ đích thân dẫn ông ta trở về Côn Luân, sau này ông ta sẽ không thể gây chuyện thêm nữa. Ông cụ Nhạc giơ tay chỉ vào Tần Vương, rồi nói với thiên tử. Thiên tử gật đầu nói, mặc dù Tần Vương quá đáng nhưng không giống như ông Lạc Không từ mọi thủ đoạn, tâm địa độc ác. Nếu ông đã lên tiếng thì tôi sẽ chấp thuận. Đúng lúc này, điện thoại của Tiêu Chính Văn đột nhiên đổ chuông, thấy là số điện thoại của Lãnh Kế Hồng, anh lập tức bắt máy ngay. Cậu Tiêu, không hay rồi, tập đoàn Vi Nhan xảy ra chuyện lớn rồi. Cậu có đang ở Giang Trung không? Ngay cả giọng điệu nói chuyện của Lãnh Kế Hồng cũng thay đổi, sốt sắng nói với Tiêu Chính Văn. Chương 1372 hợp đồng hợp tác giữa tập đoàn Vi Nhan và tập đoàn Y Dược lên vốn không có sai sót gì, nhưng đột nhiên công ty đầu tư lại muốn rút toàn bộ vốn đầu tư về. Không kể đến gần 20 tỷ tệ tiền vốn bị rút về, thậm chí ngay cả 5 tỷ mà trước kia Lý Quốc Hào đầu tư vào tập đoàn Vi Nhan cũng bị rút hết toàn bộ. Mà sau khi tập đoàn Vi Nhan ký hợp đồng với tập đoàn Y Dược lên đã liên hệ ngay với nguồn cung ứng, hàng ngàn tấn dược liệu đang trên đường vận chuyển đến. Lúc này, ngoài mấy dược liệu này ra thì tập đoàn Vi Nhan không còn gì cả. Phải đi đâu để gom góp hơn 20 tỷ tiền nợ đây? Nhưng đối phương chẳng những không buông tha mà còn đưa ra thông báo cuối cùng với tập đoàn Vi Nhan. Nếu trong vòng 3 ngày không trả được số tiền đầu tư kia thì hai bên sẽ phải gặp nhau trước tòa. Mà trong trang cuối của hợp đồng đầu tư còn một dòng chữ viết tay bé như hạt mè. Lúc ấy Khương Vi Nhan vốn nóng lòng cần một khoản tiền đặt cọc nên cũng không đọc kỹ. Trên đó viết rằng, đối tác có thể đơn phương rút vốn đầu tư bất cứ lúc nào. Và tập đoàn Vi Nhan phải hoàn trả tất cả vốn đầu tư cho đối tác trong vòng 7 ngày. Đến tận lúc này, Khương Vi Nhan mới hiểu ra, ngay từ lúc bắt đầu, Lý Quốc Hào và người tên La Hải Bằng kia đã lừa mình. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Chỉ có thể mau chóng xoay vòng vốn để trả lại cho bên kia. Nhưng điều khiến Lãnh Kế Hồng và Khương Vi Nhan tuyệt vọng là không chỉ Giang Trung mà tất cả ngân hàng trong tỉnh đều cắt đứt hợp tác hoàn toàn với tập đoàn Vi Nhan. Cho dù cầm cố công ty của tập đoàn Vi Nhan cũng không thể vay được bất kỳ khoản tiền nào. Lãnh Kế Hồng đến bước đường cùng, mới gọi điện thoại cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nghe Lãnh Kế Hồng nói xong, trong lòng lập tức nghĩ tới 4 gia tộc lớn. Lúc trước anh dùng 80 tỷ khiến 4 gia tộc lớn chịu thiệt hại nặng nề, bây giờ 4 gia tộc lớn lại dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, trả lại cho tập đoàn Vi Nhan một đòn chí mạng. Nghĩ đến đây, Tiêu Chính Văn cười khẩy, chỉ 20 tỷ thôi mà, vốn chẳng hề làm khó được anh. Được, trong vòng 2 ngày tôi sẽ quay về Giang Trung, ông bảo Vi Nhan cứ yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách để vay được khoản tiền này. Dứt lời, Tiêu Chính Văn cúp điện thoại. Chủ soái Tiêu. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiên tử thấy vẻ mặt Tiêu Chính Văn xa sầm, bèn nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính Văn và hỏi. Chương 1373 không có gì, chỉ là chuyện vặt trong nhà thôi, không cần thiên tử phải bận lòng. Tiêu Chính Văn đáp như không có chuyện gì xảy ra. Thiên tử gật đầu, hơi lo lắng, chủ soái Tiêu, lúc trước tôi đã xem trận đấu giữa cậu và cụ tổ nhà họ Viên, nhưng giết hai người bọn họ sẽ khiến nhà họ Viên bị đả kích nặng nề. Chỉ sợ thế lực sau lưng nhà họ Viên sẽ không dĩ hòa vi quý với cậu, lần này quay về Giang Trung,
cậu phải cẩn thận hơn. Thời gian gần đây, nhà họ Viên đột nhiên dừng công kích, điều này không bình thường. Mấy hôm nay, thiên tử vẫn luôn để ý đến chuyện của ông Lạc nên hơi lơ là với chuyện của nhà họ Viên. Do đó khi nhà họ Viên có hành động gì nhỏ cũng khiến thiên tử lo lắng không yên. Bốn gia tộc lớn có thể hùng mạnh ở Hoa Quốc như mặt trời ban trưa như vậy, chắc chắn có ẩn tình bên trong. Dù kẻ đứng đầu nhằm vào nhà họ Tiêu năm đó do Võ Thần Tông dẫn dắt, nhưng bên hành động thật sự chính là bốn gia tộc lớn. Bao vây Tiêu Long, đánh cắp bí mật của nhà họ Tiêu là việc mà đâu phải người bình thường có thể làm được. Cảm ơn thiên tử nhắc nhở, ai điên thì kệ người đó, mình vẫn phải sống và làm việc của mình. Tiêu Chính Văn mỉm cười, trên môi anh là nụ cười vô cùng nhẹ nhàng. Cho dù bốn gia tộc lớn không gây rắc rối cho Tiêu Chính Văn thì ân oán giữa nhà họ Tiêu và bọn họ vẫn phải có một kết cục. Ừ, chỉ cần trong lòng cậu hiểu rõ là được, nếu cần giúp đỡ gì thì lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi. Cậu vào sinh ra tử vì quốc gia sẽ không bỏ mặc cậu. Lúc này, thiên tử đã hoàn toàn thoát khỏi sự thao túng của ông Lạc, cũng đã khống chế được Võ Thần Tông trong tay, do đó cũng bộc lộ hết khí chất vương giả trên người. Bước tiếp theo là dọn dẹp thế cục trong bộ máy chính trị, chèn ép địa vị của Võ Thần Tông ở Hoa Quốc, loại bỏ vị trí tông phái số một Hoa Quốc của Võ Thần Tông. Cân bằng thực lực giữa các tông phái Võ Tông mới có thể khiến cho những kẻ lòng dạ bất chính trong nội bộ Hoa Quốc không còn ôm tâm tư xấu xa, không dám làm sằng làm bậy. Nhóc con, đừng quên lời hẹn giữa tôi và cậu, ông già này chờ cậu ở Côn Luân. Ông cụ Nhạc nói xong, khẽ chắp tay với thiên tử. Rồi nghiêng đầu nói với Tần Vương, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi theo tôi, cho dù trong lòng Tần Vương không muốn cỡ nào thì cũng chỉ có thể đi theo ông cụ Nhạc rời khỏi Long Các. Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc cũng chắp tay tạm biệt thiên tử, rồi gọi điện thoại về nhà để người nhà yên tâm. Sau đó, bọn họ dẫn cháu trai của mình đi theo ông Nhạc quay về Côn Luân. Chương 1374 hai ông cụ này biết rõ, ông cụ Nhạc chắc chắn không hề đơn giản. Nếu cháu trai của họ có thể bái ông cụ Nhạc làm thầy thì tương lai sẽ vô cùng sáng lạn. Thiên tử, quân Phá Long đã được cải tổ, tôi đề nghị tiếp tục để Liễu Thanh đảm nhận vai trò thống soái. Tiêu Chính Văn vừa nói xong, thiên tử đã cau mày, ý cậu là cậu không muốn trở về Bắc Lương sao? Thật ra thiên tử đã hiểu lầm ý của Tiêu Chính Văn, thiên tử cho rằng Tiêu Chính Văn vì phối hợp với nước cờ của mình mới rời xa Bắc Lương. Mà hôm nay, tất cả sóng gió đã lắng xuống. Cũng là thời cơ tốt nhất để Tiêu Chính Văn quay lại vị trí chủ soái Bắc Lương. Thiên tử, anh cũng thấy rồi đấy, nhà tôi vẫn còn nhiều việc cần phải xử lý. Hơn nữa bây giờ, bốn gia tộc lớn vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nếu tôi quay lại Bắc Lương thì chắc sẽ khơi dậy sóng gió lớn. Tiêu Chính Văn ngẫm nghĩ nói. Thiên tử khẽ cau mày. Để Hoa Quốc được bình yên, vai trò của Tiêu Chính Văn hết sức quan trọng. Chỉ mỗi tin tức Tiêu Chính Văn quay về Bắc Lương cũng đủ khiến các nước rút quân. Nếu đổi thành người khác thì không thể nào đạt được uy danh như thế. Thiên tử không thể không cân nhắc cặn kẽ những gì Tiêu Chính Văn nói. Lúc này, bốn gia tộc lớn ở Hoa Quốc vẫn còn có sức ảnh hưởng rất lớn. Tiêu Chính Văn trở lại Bắc Lương thì chắc chắn sẽ bị bốn gia tộc lớn bao vây tấn công. Đến lúc đó sẽ lại khiến Hoa Quốc rơi vào tình thế loạn lạc một lần nữa. Thiên tử cũng đã dùng tuổi thọ của mình để tổ long sống lại, tăng thêm khí vận cho Hoa Quốc. Thiên tử đã tiếp nhận Giang Sơn này, nếu không có thành tựu gì sẽ thấy hổ thẹn với thiên tử cũ, hổ thẹn với nhân dân cả nước. Sau khi cân nhắc rất lâu, thiên tử mới miễn cưỡng gật đầu nói, được rồi, nếu đã như vậy thì tôi lập tức hạ chỉ, điều Liễu Thanh làm thống soái Bắc Lương, cậu chỉ giữ danh hiệu là được. Cảm ơn thiên tử đã hiểu và thông cảm. Nhưng ở Long Kinh vẫn còn tàn dư phe phái ông Lạc, tôi hy vọng chủ soái Tiêu sẽ xử lý mấy chuyện vụn vặt này sau khi rời khỏi đây. Ngoài ra, Long Thất thiên tử nói đến đây, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn, tựa như đang dò hỏi. Thiên tử, nếu anh cho rằng Long Thất có thể đảm đương trách nhiệm lớn thì tôi cũng không ngại bảo Long Thất ở lại Long Kinh. Suy cho cùng sự an toàn của thiên tử có quan hệ lớn đến vận mệnh quốc gia. Dĩ nhiên Tiêu Chính Văn hiểu ý thiên tử. Người như Long Thất tuyệt đối có thể tín nhiệm. Còn chuyện ở Long Kinh thì tôi sẽ xử lý thích đáng sau khi quay về Giang Trung. Điều này cũng coi như Tiêu Chính Văn hoàn thành hứa hẹn của mình với thiên tử. Chương 1375 tâm sự đến tận đêm khuya, thiên tử mới sai người đưa Tiêu Chính Văn rời khỏi thiên tử các,
Long Thất luôn đi theo bên cạnh Tiêu Chính Văn. Chủ soái, ý của thiên tử là bảo tôi ở lại Long Kinh ư? Nhưng, trong lòng Long Thất vốn không muốn chia xa những người anh em của mình. Mấy năm nay, anh ta đã dành nhiều tình cảm cho Bắc Lương, đột nhiên bảo anh ta đổi sang một hoàn cảnh hoàn toàn mới khiến Long Thất rất không bằng lòng. Càng gần với thiên tử thì thăng tiến càng nhanh, anh không hiểu đạo lý này sao? Tiêu Chính Văn trêu đùa. Hừ, thăng tiến ư, tôi không có hứng thú, Bắc Lương tốt biết bao nhiêu, há mồm ngoạm thịt, uống rượu trong chén, không có nhiều luật lệ, thích làm gì thì làm cái đó. Long Thất vừa dứt lời, đột nhiên một bóng đen thoáng qua trước mắt. Tiêu Chính Văn và Long Thất phát hiện ra bóng đen này gần như cùng một lúc, kẻ đó đang lao thẳng về phía thiên tử các. Mau, đuổi theo, ý nghĩ này của Tiêu Chính Văn vừa lóe lên, anh đã lập tức đuổi theo ngay. Tốc độ của bóng đen đó rất nhanh, dù có là Tiêu Chính Văn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo. Còn Long Thất đã bị bỏ lại rất xa. Cảnh giới thiên vương ba sao, Tiêu Chính Văn vừa đuổi vừa cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc là ai mà lại muốn gây bất lợi cho thiên tử? Hơn nữa, thân pháp của người này nhanh tới mức ngay cả Tiêu Chính Văn cũng cảm thấy tự xấu hổ vì thua kém. Chỉ thấy bóng đen đó đi tới bên ngoài thiên tử các, không chút do dự bật tường nhảy vào. Tiêu Chính Văn cũng lập tức đuổi theo ngay sau. Vào lúc bóng đen đó vừa mới xông vào thiên tử các, sáu vị quốc lão đột nhiên xuất hiện chắn ngang trước thiên tử các. Kẻ nào to gan như vậy, tự tiện xông vào cấm cung, đáng tội gì đây? Trong nháy mắt, sáu người đã bao vây chặt lấy bóng đen đó, Tiêu Chính Văn cũng đồng thời đuổi tới nơi. Các vị quốc lão, tôi là Tần Vũ của Hắc Băng Đài. Bóng đen vừa nói vừa đó rút ra một miếng ngọc màu đen từ bên hông, giơ ra trước mặt sáu vị quốc lão. Hắc Băng Đài ư, cơ quan tình báo cấp cao nhất tại Hoa Quốc thuộc quản lý của thiên tử các. Chương 1376 gỡ mặt nạ của cậu xuống. Mấy vị quốc lão không dám sơ suất, lạnh lùng nói. Quốc lão, tôi là Tần Vũ thật mà, vừa mới trở về từ Âu Lục. Dù xảy ra chuyện lớn gì thì tôi cũng phải gặp thiên tử ngay lập tức. Tần Vũ sốt sắng nói. Đợi đó, một quốc lão trong số đó quay người bước vào trong thiên tử các. Năm quốc lão còn lại vẫn bao vây lấy Tần Vũ như cũ, không hề có ý định buông lỏng. 5 phút trôi qua, vị quốc lão đó mới nói với Tần Vũ, thiên tử cho gặp, giao nộp vũ khí. Tần Vũ giơ hai tay lên nói với mấy quốc lão, trên người tôi vốn dĩ không mang theo vũ khí, không tin thì mấy người có thể lục soát. Dứt lời, Tần Vũ sải bước tiến vào trong thiên tử các, bước được một nửa thì đột nhiên xoay đầu lại nói với Tiêu Chính Văn đang đứng sau lưng, vua Bắc Lương, nhiều năm không gặp, cậu tiến bộ không ít nhỉ, đã có thể đuổi kịp tôi rồi cơ đấy. Nếu không có việc gấp gì, sao không cùng vào gặp thiên tử với tôi? Tiêu Chính Văn trầm ngâm một lát, gật đầu nói, được, anh Tần mời đi trước. Tần Vũ gật đầu với Tiêu Chính Văn, sau đó bước nhanh vào trong thiên tử các. Một quốc lão trong số đó đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn, chắp tay nói, vua Bắc Lương, chúc mừng cậu được phục chức. Tiêu Chính Văn chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt, sau đó sải bước tiến lên trên bậc thềm. Nhiều năm về trước, Tần Vũ và Tiêu Chính Văn đã có cơ duyên gặp mặt một lần. Thế nhưng khi đó Tiêu Chính Văn chỉ cảm thấy thực lực của Tần Vũ thâm sâu khó lường. Còn bây giờ, anh đã vượt qua đối phương. Vài năm ngắn ngủi, Tần Vũ thay đổi rất nhiều. Nếu như anh ta không tháo mặt nạ xuống thì ngay cả Tiêu Chính Văn cũng suýt không nhận ra người bạn cũ từng quen biết này. Lúc Tiêu Chính Văn trở lại thiên tử các lần thứ hai, Tần Vũ đang nhỏ giọng bẩm báo với thiên tử điều gì đó. Không khó để nhận ra mấy phần lo âu từ trong biểu cảm của hai người. Chủ soái Tiêu, thiên tử thấy Tiêu Chính Văn quay trở lại thì trong mắt lập tức lóe lên tia sáng. Thiên tử anh Tần, xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Chính Văn sải bước tiến lên trước, bồn chồn hỏi. Chương 1377 ba nước Âu Lục điều động rất nhiều cao thủ chuẩn bị tiến vào Hoa Quốc, tiến hành tập kích tiêu diệt võ tông trong lãnh thổ Hoa Quốc chúng ta. Bọn chúng có ý làm lung lay chiến lực của Hoa Quốc. Tần Vũ nói, rồi đưa cho Tiêu Chính Văn một bản mật báo đã được ghi chép cẩn thận. Hóa ra sau khi liên quân 5 nước thất bại thảm hại, các nước đều đang chủ tính một âm mưu lớn. Tiêu Chính Văn cũng tốt, quân phá Long cũng được, có điều đó chỉ là thực lực bề nổi của Hoa Quốc mà thôi. Không có võ tông của Hoa Quốc, không có võ đạo của Hoa Quốc thì sẽ không xuất hiện một nhân vật giống như Tiêu Chính Văn.
Nếu đã như vậy, các nước lại có thêm dự tính mới. Ngoài việc diệt trừ võ tông của Hoa Quốc thì còn có thể làm lung lay nền móng chiến lực của Hoa Quốc. Chỉ dựa vào sự huấn luyện cứng nhắc bên trong quân đội thì không thể nào đào tạo ra được các cao thủ có thực lực trên ngưỡng Long Soái năm sao. Cùng với sự trở về của những cao thủ bên ngoài lãnh thổ, trong quân đội các nước cũng có không ít cao thủ cấp thiên vương chấn giữ. Chỉ cần xử lý sạch sẽ các cao thủ trong võ tông Hoa Quốc, lần tiếp theo khi tiến hành tiến công Hoa Quốc thì sẽ không còn bất cứ ai có thể ngăn cản được nữa. Tiêu diệt võ tông ư? Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày. Thoạt nghe dường như cũng có đạo lý thật, thế nhưng nghĩ kỹ thì lại chưa chắc. Võ tông Hoa Quốc chỉ là một tên gọi chung, mà các môn phái mọc lên như rừng trong võ đạo, đâu có chuyện chỉ dừng lại ở con số hàng trăm hay hàng nghìn. Hơn nữa tiêu diệt một tông môn mà võ tông lại không biết hoặc khoanh tay đứng nhìn hay sao? Mấy nước nhỏ ở Âu Lục mà cũng có thực lực lật đổ võ tông của cả Hoa Quốc ư? Không thể nào, sau khi xem xong bản tình báo này, Tiêu Chính Văn nhíu mày nói, tôi cho rằng, có lẽ bọn chúng rất có tính đối đầu, hoặc là đối đầu với võ tông chỉ là thủ thuật che mắt của bọn chúng mà thôi. Tiêu Chính Văn, chuyện này vô cùng chính xác, là tin tức do một nhân viên tình báo cấp cao mà bọn tôi cài cắm vào trong nội bộ của bọn chúng mạo hiểm tính mạng để truyền về. Sẽ không sai đâu, Tần Vũ vô cùng nghiêm túc nói. Đây là chuyện lớn có liên quan đến nền móng quốc gia, Tần Vũ sao có thể nói linh tinh được chứ? Không, tin tình báo không sai, ý của tôi là, nước nào của Âu Lục có thực lực lớn tới thế, dám ra tay với cả tông môn võ đạo của Hoa Quốc chúng ta. Từ xưa tới nay, Hoa Quốc luôn có tinh thần thượng võ, môn phái nhiều vô kể, e rằng cũng chẳng dưới con số 1, 2 nghìn, đừng nói là mấy nước nhỏ bé ở Âu Lục, dù có là mễ quốc thì cũng không dám mơ mộng hão huyền như thế. Hơn nữa, võ thần tông từng đánh bại bao nhiêu cao thủ của Âu Lục, lẽ nào bọn chúng đã quên mất bài học khi trước rồi sao? Tiêu Chính Văn đáp lời. Chương 1378 biểu cảm của Tần Vũ vô cùng nghiêm trọng, lắc đầu nói, mặc dù nói là như vậy, thế nhưng cũng không thể không phòng bị, hơn nữa những người này đã cải trang thành đủ loại thân phận, lén lút lẻn vào Hoa Quốc rồi. Anh Tần, tôi nghiêng về trường hợp đối phương đang dương đông kích tây nhiều hơn, loại trừ một tông môn võ đạo không hề dễ dàng, thế nhưng nhắm vào một người thì lại không khó. Ví dụ như Từ Kiêu Long. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, Tần Vũ và Thiên Tử đồng loạt tỏ ra kinh ngạc. Quả thực có khả năng này, cử cao thủ diệt trừ chủ soái chiến khu, sau đó lại đột nhiên gây rối thì nhanh gọn hơn nhiều so với việc ra tay với cả võ tông. Lập tức thông báo cho chủ soái của các chiến khu lớn tăng cường phòng bị. Thiên Tử không chút do dự nói với viên sĩ quan đang đứng bên cạnh mình. Rõ, nếu thật sự đúng như lời cậu nói, Tiêu Chính Văn, người thật sự cần phải cẩn thận trái lại chính là cậu đấy. Tần Vũ xoay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn, cả Hoa Quốc này, người thật sự có thể dựa vào năng lực của bản thân để trấn áp các nước chỉ có mình Tiêu Chính Văn mà thôi. Theo cách nói của Tiêu Chính Văn, mục tiêu hàng đầu của các nước chắc chắn là lấy đầu Tiêu Chính Văn. Chỉ cần bọn chúng có gan tới thì tôi giơ cả hai tay ra hoan nghênh. Tiêu Chính Văn khẽ cười. Nếu thật sự giống như lời Tần Vũ nói, Tiêu Chính Văn ngược lại không ngại biến Giang Trung trở thành mồ chôn của đám cao thủ Âu Lục kia. Được, có khí thế, tới lúc đó, Hắc Băng Đài nhất định sẽ giúp cậu một tay. Tần Vũ vô cùng tán thưởng nói. Lúc này, ở một diễn biến khác, bên trong phòng làm việc của tập đoàn Vi Nhan ở Giang Trung, Lãnh Kế Hồng và Khương Vi Nhan đang bàn luận làm sao để ứng phó với La Hải Bằng. Chỉ trong một ngày, Khương Vi Nhan đã nhận được 6 bức thư từ phía luật sư, hơn nữa lời lẽ cũng vô cùng gay gắt. Thời gian 3 ngày, chúng ta căn bản không thể kiếm nổi 20 tỷ. Bọn họ làm thế này chẳng phải là, Khương Vi Nhan nắm một bức thư của luật sư trong lòng bàn tay rồi siết tay thật chặt. Sếp Khương, tôi đã liên hệ với cậu Tiêu rồi, trong vòng 2 ngày, cậu Tiêu sẽ đích thân xử lý chuyện này, cô không cần phải lo lắng nữa đâu. Lãnh Kế Hồng đứng bên cạnh khuyên giải. Không lo lắng ư, là 20 tỷ đấy. Tiêu Chính Văn là vua Bắc Lương không phải là giả, thế nhưng bản thân anh cũng chẳng có bao nhiêu tài sản. Ít nhất Khương Vi Nhan không cho rằng Tiêu Chính Văn có thể gom góp được nhiều tiền như vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Khương Vi Nhan vang lên. Lý Quốc Hào, cầm lấy điện thoại, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình. Khương Vi Nhan khẽ nhíu mày, do dự một lát rồi vẫn quyết định nghe máy.
Chương 1379 xếp Khương, cô định xoay sở số tiền đó thế nào? Vừa bắt máy, Khương Vi Nhan đã nghe thấy giọng nói đầy đắc ý của Lý Quốc Hào. Hiện giờ tập đoàn Vi Nhan đã bị chèn ép đến bước đường cùng. Tất cả ngân hàng đã ngừng hợp tác với tập đoàn Vi Nhan. Hơn nữa tài chính hiện giờ của tập đoàn Vi Nhan đừng nói là mấy chục tỷ, dù là mấy triệu tệ cũng chẳng có. Sếp Lý, uổng công tôi tin tưởng ông như thế, hơn nữa lúc đầu là ông muốn đầu tư vào, bây giờ vốn của tập đoàn Vi Nhan eo hẹp, ông lại hãm hại khi người khác gặp nạn như vậy thì không có đạo đức lắm. Ngực Khương Vi Nhan phập phồng lên xuống kìm nén cơn giận, bình tĩnh chất vấn. Sếp Khương, thật ra chuyện này không thể trách tôi được. Số tiền chúng tôi đầu tư vào đều là tiền của nhà đầu tư, bây giờ người ta đòi tiền tôi phải lấy lại tiền cho người ta chứ. Thật ra với khả năng của tập đoàn Vi Nhan thì 5 tỷ cũng chỉ là con số nhỏ thôi mà. Sở dĩ sếp Khương rơi vào tình hình khó khăn như bây giờ cũng là do 20 tỷ của La Hải Bằng, tôi có thể nghĩ cách giúp sếp Khương, nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ. Lý Quốc Hào giả vờ lên tiếng. Ông cứ nói, Khương Vi Nhan sa sầm mặt mày, lạnh lùng đáp lời. Nếu La Hải Bằng có thể kéo dài thời gian với số tiền đó thì cô có thể trả cho tôi 5 tỷ không? Tôi thật sự cần gấp. Lý Quốc Hào chậm rãi nói không hề giống người đang nôn nóng. Khương Vi Nhan hít sâu, cười nhạo trả lời, tất nhiên là được, chỉ cần sếp La có thể cho tập đoàn Vi Nhan thêm một thời gian nữa thì 20 tỷ không thành vấn đề, 5 tỷ của ông cũng thế. Ông biết rõ đơn hàng tiếp theo của tập đoàn Vi Nhan sẽ nhận được bao nhiêu lợi nhuận, không cần tôi nói tự sếp Lý cũng rõ. Cho dù đến tận lúc này Khương Vi Nhan cũng phải kìm nén ngọn lửa giận, từ từ tranh luận với Lý Quốc Hào. Cố gắng thỏa thuận để giải quyết khó khăn trước mắt của tập đoàn Vi Nhan. Chương 1380 tất nhiên, tôi đã bàn với sếp La, chúng ta vẫn nên gặp mặt rồi bàn bạc thì tốt hơn. Thật ra, tài chính của sếp La cũng không nhiều, chỉ là phải xem lợi nhuận mà sếp Khương đưa có đủ dày hay không. Lý Quốc Hào chậm rãi nói. Lúc này Khương Vi Nhan còn được lựa chọn sao? Ngoài việc đồng ý mọi yêu cầu của ông ta vô điều kiện thì Khương Vi Nhan chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Quả nhiên Khương Vi Nhan do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý với yêu cầu của Lý Quốc Hào, gặp mặt rồi bàn cụ thể với La Hải Bằng. Mặc kệ Lãnh Kế Hồng khuyên nhủ thế nào, nhưng chuyện Khương Vi Nhan đã quyết, ông ta có thể khuyên cô đổi ý được sao? Sếp Lãnh, ông đừng khuyên tôi nữa, thật ra bây giờ nhà họ Lãnh cũng đang gặp khó khăn. Cách giải quyết tốt nhất lúc này là thỏa hiệp với đối phương, dù phải nhường tất cả lợi nhuận thì chỉ cần giữ được công ty, giữ lại được nhà họ Lãnh và tập đoàn Vi Nhan thì đã thắng rồi đấy. Nghe cô nói thế, Lãnh Kế Hồng còn có thể nói gì được nữa. Tối hôm đó, Khương Vi Nhan dẫn theo Độ Thiên Chân Nhân cùng đến phòng VIP ở khách sạn Continental. Vừa bước vào phòng Khương Vi Nhan sửng sốt. Đông Phương Viêm đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa đối diện với cửa ra vào. Nở nụ cười nham hiểm nhìn Khương Vi Nhan một lượt từ trên xuống dưới. Độ Thiên Chân Nhân không khỏi nhíu mày nói với Đông Phương Viêm, sao lại là con? Sư phụ, đã lâu không gặp, nghe nói sư phụ đã lao vào vòng tay của Tiêu Chính Văn rồi à? Lúc đầu con còn không tin nhưng hôm nay nhìn thế này xem ra sư phụ đã thành tay sai của nhà họ Tiêu thật rồi. Đông Phương Viêm không hề nể tình thầy trò mà lên tiếng chế giễu. Đông Phương Viêm! Độ Thiên Chân Nhân nghe thế không khỏi cảm thấy cực kỳ tức giận. Đông Phương Viêm híp mắt cười khẩy, ngón tay khẽ gõ lên bàn, sư phụ, tính tình nóng nảy của sư phụ vẫn thế nhỉ, nhưng hôm nay lại liên quan đến sự sống còn của tập đoàn Vi Nhan. Sư phụ chỉ là một tên sai vặt, nếu làm loạn bữa ăn này thì sư phụ có gánh nổi trách nhiệm lớn thế không? Dứt lời, Đông Phương Viêm phóng đãng mỉm cười nhìn Khương Vi Nhan. Lúc này Khương Vi Nhan đã hiểu ra mọi chuyện. Hợp đồng của tập đoàn Lên và La Hải Bằng gì đó đều chỉ là cái bẫy do Đông Phương Viêm bày ra mà thôi. Loanh quanh một vòng lớn cuối cùng cô vẫn rơi vào bẫy của Đông Phương Viêm. Ông cụ, sếp Lãnh, chúng ta đi. Khương Vi Nhan lạnh lùng nói. Đi ư, sếp Khương đừng trách tôi không nhắc, 20 tỷ đó phải được chuyển vào tài khoản của tôi trong vòng 3 ngày. Nếu không cô vi phạm hợp đồng, phải bồi thường gấp đôi. Dù bán hết tập đoàn Vi Nhan thì có đáng giá 40 tỷ không? Đông Phương Viêm lạnh lùng nói. Cả người Khương Vi Nhan cứng đờ dừng bước, một lúc sau cô mới quay đầu lại nói với Đông Phương Viêm,
cho dù tập đoàn Vi Nhan không còn tồn tại thì anh cũng đừng có mơ có thể uy hiếp tôi bằng thứ này. Chương 1381 Khương Vi Nhan đã quá rõ Đông Phương Viêm là loại người gì rồi. Hoàn toàn chẳng thể nói lý được với loại người này. Được, Đông Phương Viêm gật đầu tán thành, đứng lên nói, quả nhiên là người phụ nữ của Tiêu Chính Văn, được đấy. Khá khen cho sự hung dữ này, cũng không uổng công tôi phí tâm sức nhiều với cô như vậy. Nhưng cô nghĩ dẫn theo sư phụ của tôi đến thì cô có thể thoải mái ra vào sao? Hai, phụ nữ thật ngốc nghếch và ngây thơ. Nghe hắn nói thế, Lãnh Kế Hồng bước lên trước một bước chắn trước mặt Khương Vi Nhan, cậu Đông Phương, xin hãy tự trọng. Ông là cái thá gì? Cút, nếu không ông đây sẽ giết chết ông. Đông Phương Viêm trợn mắt tức giận hét lên với Lãnh Kế Hồng. Xếp Lãnh, mặc kệ anh ta, chúng ta đi thôi. Tôi muốn xem ai có thể cản được tôi. Khương Vi Nhan tái mặt vì tức giận, sải bước định đi ra ngoài. Nhưng vừa bước đến cửa phòng thì có hai người chặn đường đi của Khương Vi Nhan. Thật xin lỗi, trước khi cậu Đông Phương cho phép các cô rời khỏi đây, không ai được phép bước nửa bước ra khỏi căn phòng này. Mặt cao lạnh như băng nói. Độ Thiên Chân Nhân thấy hai người đàn ông da trắng ở ngoài cửa này, lòng không khỏi trùng xuống. Hai người này đều là cường giả cảnh giới Thiên Vương Thiên cấp 4 sao, nếu chỉ là một mình cụ ta thì vẫn ổn, dù không đánh cũng có thể thoát. Nhưng bên cạnh còn Khương Vi Nhan nên tình hình khác hoàn toàn. Sao có thể dễ dàng bảo vệ một người phụ nữ mang thai yếu ớt trước mặt hai cường giả cảnh giới Thiên Vương 4 sao được đây? Đông Phương Viêm, nếu cậu vẫn nể tình thầy trò giữa tôi và cậu thì bảo hai người đó tránh ra. Độ Thiên Chân Nhân quay đầu lại nói với Đông Phương Viêm. Ha ha, Đông Phương Viêm ngửa mặt lên trời bật cười rồi chỉ vào ống tay áo trống không nói, thầy trò. Tiêu Chính Văn cắt đứt một cánh tay của tôi, hủy hoại cuộc đời tôi. Nếu ông nể tình thầy trò giữa chúng ta thì sẽ đi làm con chó cho Tiêu Chính Văn sao? Ai sẽ đền lại cánh tay cho tôi đây? Bảo tôi thả cô ta đi ư? Không có cửa đâu, tôi phải để cho Tiêu Chính Văn mở to mắt nhìn tôi chơi chết người phụ nữ của hắn thế nào. Tôi phải khiến hắn đau khổ gấp 10 lần, 100 lần tôi nữa kìa. Đông Phương Viêm gào lên như phát điên. Hoàn toàn không xem Độ Thiên Chân Nhân ra gì. Lúc này La Hải Bằng cũng chậm rãi đứng dậy. Hơi thở cảnh giới Thiên Vương địa cấp 3 sao tỏa ra, ông ta cười khẩy nói với Độ Thiên Chân Nhân, trưởng bối Độ Thiên, nể tình ông là sư phụ của cậu Đông Phương, ông có thể đi được rồi. Nhưng người phụ nữ này bắt buộc phải ở lại. Chương 1382 chân mày Độ Thiên Chân Nhân nhướng lên, La Hải Bằng góp mặt khiến thế cục trở nên kịch liệt trong nháy mắt. Một đấu ba. Độ Thiên Chân Nhân hoàn toàn không đủ khả năng để bảo vệ Khương Vi Nhan. Cho dù hai người cao và rốt bị Độ Thiên Chân Nhân kéo chân thì ai có thể ngăn cản La Hải Bằng ở phía còn lại. Các người muốn làm gì? Người đâu? Lãnh Kế Hồng đã sớm bảo người đứng ngoài đợi. Ông ta hét lớn ra ngoài cửa, mười mấy vệ sĩ áo đen cầm súng lục trong tay, nhanh chóng lao vào phòng bao. Nếu đối phó với người bình thường thì đám này vệ sĩ là đủ. Nhưng đám người Đông Phương Viêm và La Hải Bằng vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì phá lên cười ha hả. La Hải Bằng bước lên trước một bước, ung dung nói, mấy con kiến hôi bọn mày, mỗi người cầm một khẩu súng bé tí thì có thể làm được gì. Tới đây, mày có gan thì bảo bọn nó nổ súng thử xem, bắn vào tao đây này. La Hải Bằng chỉ tay lên trán mình, nụ cười trên mặt càng thêm nham hiểm. La Hải Bằng vốn chẳng thèm quan tâm đến đám người bình thường này. Ngay cả tay súng bắn tỉa muốn đả thương ông ta cũng là mơ mộng hão huyền. Ông tưởng rằng tôi không dám bảo bọn họ nổ súng sao? Lãnh Kế Hồng nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta không phải người học võ, cũng chẳng hiểu gì về võ đạo nên không biết rõ La Hải Bằng là nhân vật lợi hại đến mức nào. Ông ta chỉ biết, không thể để Khương Vi Nhan xảy ra chuyện. Bằng không, khi Tiêu Chính Văn trở về thì biết ăn nói thế nào. Người đâu, nổ súng cho tôi. Bắn chết tôi chịu trách nhiệm. Lãnh Kế Hồng chỉ vào La Hải Bằng, nghiến răng nghiến lợi hét lên. Mấy tên vệ sĩ hơi do dự, ngay sau đó vội vàng giơ súng lên, chĩa thẳng vào La Hải Bằng. Pằng 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 pằng, tiếng súng vang lên trong phòng nghe như tiếng bắp nổ. Ha ha, La Hải Bằng kiêu ngạo cười phá lên, cùng lúc đó, những viên đạn chợt ngừng lại ở nơi cách La Hải Bằng chưa tới 3 cm. Mấy chục viên đạn cứ thế lơ lửng trong không trung. Cả đám vệ sĩ thấy vậy cũng không khỏi nuốt nước bọt.
Từng gương mặt trắng bệch như giấy, người run rẩy không ngừng. Một bức tường không khí vô hình ngăn cách tất cả những viên đạn, còn tiếng cười của La Hải Bằng lại nghe như phát ra từ địa ngục, uy nghiêm đáng sợ. Trên thế giới này có một loại người không sợ súng đấy, kiếp sau làm người thì phải học cách thông minh lên nhé. Chương 1383 vừa dứt lời, La Hải Bằng vung tay lên, mấy chục viên đạn bắn về theo đường cũ. Cả đám vệ sĩ của nhà họ Lãnh còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị thương ngã lăn xuống đất. À, Lãnh Kế Hồng cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ sững sờ. Đến khi Độ Thiên Chân Nhân vỗ nhẹ lên bả vai Lãnh Kế Hồng, ông ta mới run bần bật, giật mình tỉnh lại trong nỗi khiếp sợ. Ông ơi, làm sao bây giờ? Tất cả vệ sĩ mà ông ta dẫn tới đều đã trở thành ma quỷ dưới họng súng, trong lúc nhất thời, Lãnh Kế Hồng cũng không biết làm sao. Cậu đi đi, nơi này không nên ở lâu. Độ Thiên Chân Nhân liếc nhìn Lãnh Kế Hồng. Ông, tôi không thể đi được. Hốc mắt Lãnh Kế Hồng ngân ngân nước. Độ Thiên Chân Nhân muốn ông ta chạy thoát thân, nhưng hai người ở lại sẽ gặp kết cục gì thì ai cũng đoán được. Cậu ở lại cũng chỉ gây phiền phức thôi, còn không mau cút đi. Độ Thiên Chân Nhân đột nhiên giận dữ, trợn mắt nhìn Lãnh Kế Hồng. Lãnh Kế Hồng cắn răng, xoay người nhìn đám người La Hải Bằng, ông ta thật sự không cam lòng. Ông ta bảo ông cút, đó là cứu ông đấy. Đừng coi lòng tốt người ta như lòng lang dạ thú. Đông Phương Viêm phất tay với hai người đứng ở cửa. Đối với hắn mà nói, Lãnh Kế Hồng chẳng có tác dụng gì, giết người như ông ta chỉ làm bẩn tay. Vậy nên, lúc này Lãnh Kế Hồng mới giữ được mạng. Cậu chủ Đông Phương, không thể thả ông ta đi. La Hải Bằng vội vàng nhắc nhở. Tôi đường đường là người nhà họ Đông Phương mà lại chấp nhặt với loại người như ông ta thì chẳng phải sẽ khiến mọi người chê cười sao. Hơn nữa, nếu không thả ông ta đi thì ai sẽ báo tin cho Tiêu Chính Văn? Tiêu Chính Văn không đến, ván cờ tiếp theo cũng chẳng còn gì thú vị. Đông Phương Viêm nói với vẻ mặt nham hiểm. Vừa dứt lời, Đông Phương Viêm vung tay lên với hai người đứng ở cửa. Cao đột nhiên bước nhanh lên trước, luồng sức mạnh trong tay hắn đánh thẳng về phía Độ Thiên Chân Nhân. Chương 1384 rốt cũng không chịu rớt lại phía sau, hắn nhanh chóng tung đòn đánh về phía lưng Độ Thiên Chân Nhân. Độ Thiên Chân Nhân vội vàng lui về sau, đồng thời rút kiếm ra, bảo vệ Khương Vi Nhan sau lưng mình. Đông Phương Viêm, cậu là kẻ lừa thầy phản bạn vô liêm sỉ. Độ Thiên Chân Nhân đỏ mặt tức giận. Nhưng đối mặt với hai vị cao thủ thiên vương thiên cấp 4 sao, Độ Thiên Chân Nhân không nắm chắc phần thắng. Nếu vết thương trên người cụ ta hoàn toàn khỏi hẳn thì may ra vẫn có phần thắng, nhưng lúc này, vết thương cũ trên người Độ Thiên Chân Nhân vẫn chưa khỏi hẳn, lực chiến bên kia lại mạnh hơn, kết cục định trước là sẽ thất bại. Lừa thầy phản bạn ư? Hừ, tôi khuyên ông tốt nhất nên khách sáo với tôi chút đi, có lẽ lát nữa tôi sẽ chăm sóc ông cẩn thận. Bằng không, ông sẽ chẳng có kết cục tốt đâu. Đông Phương Viêm vung tay lên nói, xông lên cho tôi. Bắt sống, giọng nói Đông Phương Viêm vừa dứt, La Hải Bằng cũng lao vào trận chiến. Ba người đánh với Độ Thiên Chân Nhân, dù Độ Thiên Chân Nhân có dùng hết toàn lực nhưng hai quả đấm khó địch nổi bốn bàn tay, cụ ta vẫn bị rốt lợi dụng sơ hở, đánh chúng vào lưng. Một âm thanh giòn giã vang lên, Độ Thiên Chân Nhân nôn ra máu, bay thẳng ra ngoài. Cụ ta vừa rơi xuống đất đã bị Cao dẫm chân lên ngực. Lão già khốn kiếp, đừng động đậy. Nếu không phải cậu chủ Đông Phương cần ông sống thì giờ ông đã chết rồi. Trên mặt Cao nở nụ cười gằn, rút một sợi dây thừng trên người xuống, trói Độ Thiên Chân Nhân thật chặt. Xếp Khương, ngay cả ông ta cũng phải bó tay chịu trói, cô đừng chống cự nữa. Khuôn mặt Đông Phương Viêm đầy vẻ dâm đãng, nhìn về phía Khương Vi Nhan. Lúc này, Khương Vi Nhan như rơi xuống tận đáy vực. Không đợi cô định thần lại, Rốt đã đánh mạnh vào gáy cô, khiến cô hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Đưa đi, nói xong, Đông Phương Viêm sải bước rời khỏi phòng bao. Lúc này, Đông Phương Viêm vô cùng đắc ý, xem ra không phải do kế hoạch trước kia của hắn có sai sót mà là vì lần trước không có kẻ mạnh giúp đỡ. Bằng không, Tiêu Chính Văn có là cái thá gì? Cậu chủ Đông Phương, theo tôi thấy để an toàn thi. La Hải Bằng vừa nói vừa làm động tác cắt cổ. Chương 1385 Đông Phương Viêm nhíu mày, mắng, giết giết giết. Ông chỉ biết giết người. Hai người chết thì làm sao dẫn dụ Tiêu Chính Văn tự chui đầu vào lưới được.
Chẳng lẽ người nhà họ Viên đều không có đầu óc như ông sao? Bị Đông Phương Viêm hung hãn mắng một trận, La Hải Bằng âm thầm cắn răng chịu đựng, thở hồng hộc theo sau Đông Phương Viêm bước vào thang máy. Cùng lúc đó, Lãnh Kế Hồng chạy bàn mạng về tập đoàn Vi Nhan, vừa vào phòng làm việc đã vội vàng móc điện thoại gọi cho Tiêu Chính Văn. Một hồi lâu sau, Tiêu Chính Văn mới bắt máy. Cậu Tiêu, không xong rồi. Sếp Khương bị Đông Phương Viêm bắt đi rồi. Ông cụ Đỗ Thiên cũng bị bọn chúng ra tay tàn độc. Lãnh Kế Hồng thở hổn hển nói. Nghe thấy tin tức này, Tiêu Chính Văn như bị sét đánh ngang tai. Ông nói gì cơ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Chính Văn lớn tiếng hỏi. Cậu Tiêu, là thế này, Lãnh Kế Hồng vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra ban nãy với Tiêu Chính Văn. Đợi tôi trở về, Tiêu Chính Văn trầm giọng cúp điện thoại. Chủ soái, xảy ra chuyện gì thế? Long Thất nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tiêu Chính Văn, nghi ngờ hỏi. Chuẩn bị máy bay, tôi muốn trở về Giang Trung ngay lập tức. Tiêu Chính Văn vừa nói, vừa bước nhanh ra ngoài. Người đâu, lập tức chuẩn bị máy bay chiến đấu, dọn dẹp đường băng. Long Thất thấy Tiêu Chính Văn không nói gì, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho bộ chỉ huy của đại đội cảnh vệ quân Long Kinh. Chưa đến 10 phút, máy bay chiến đấu đã chuẩn bị xong xuôi. Tiêu Chính Văn bước nhanh lên máy bay, đóng nắp khoang lại, máy bay lập tức tiến vào đường băng, lúc Long Thất đuổi tới thì máy bay chiến đấu đã cất cánh. Đưa mắt nhìn theo máy bay chiến đấu trên bầu trời xanh, Long Thất vội vàng gửi một tin nhắn cho Long Nguyệt, dặn dò Long Nguyệt chuyện Tiêu Chính Văn đột ngột trở về Giang Trung. Không đến 2 tiếng đồng hồ, Tiêu Chính Văn đã đặt chân xuống sân bay Giang Trung. Anh lao như bay đến tòa nhà làm việc của tập đoàn Vi Nhan. Lúc này, Long Nguyệt và Lãnh Kế Hồng đều đang đợi bên trong phòng làm việc. Long Nguyệt, chương 1386 Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày. Long Vương, anh vừa xuất phát thì Long Thất đã gửi tin nhắn cho tôi, ban nãy sếp Lãnh cũng đã nói cho tôi biết đại khái mọi chuyện, điện thần Long đang tập trung điều tra chuyện này, tôi tin rằng không lâu nữa sẽ có tin tức tốt. Giang Trung vốn là một trong số các đại bản doanh của điện thần Long ở trong nước. Vậy nên mạng lưới thông tin phân bố rộng khắp, điều tra hành tung của mấy người Đông Phương Viêm dễ như trở bàn tay. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, sau đó nói với Lãnh Kế Hồng, Đỗ Thiên chân nhân cũng chưa trở về sao. Cậu Tiêu, đối phương có tận mấy cao thủ, tên họ La kia cũng không hề đơn giản, đàn em của tôi đã bị ông ta giết chết, ngay cả đạn cũng không thể làm ông ta bị thương. Lãnh Kế Hồng thuật lại một lượt cho Tiêu Chính Văn nghe tình hình trước khi mình rời đi. Còn về việc hiện giờ Đỗ Thiên chân nhân ra sao thì ngay cả Lãnh Kế Hồng cũng không dám suy đoán. Lúc này, bên trong một trang viên gần sát Giang Trung, Đỗ Thiên chân nhân và Khương Vi Nhan bị tách ra giam trong 2 căn phòng tối. Đông Phương Viêm ngồi trên ghế sofa thưởng thức rượu vang, ngẩng đầu nói với Cao, chỉ cần Tiêu Chính Văn hay tin thì nhất định sẽ trở về trong khoảng thời gian ngắn nhất, mấy người đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa? Theo lời căn dặn của cậu chủ Đông Phương, chỉ còn đợi Tiêu Chính Văn tới nữa thôi. Chỉ cần anh ta đặt chân vào khoảng sân này thì đừng hòng sống sót rời đi. Nghe câu trả lời của Cao, Đông Phương Viêm hài lòng cười nói, Tiêu Chính Văn ơi Tiêu Chính Văn, hôm nay ông đây sẽ cho mày chết không nhắm mắt. Dứt lời, hắn ném ly rượu trong tay, nói với tên vệ sĩ sau lưng, đi, dẫn Khương Vi Nhan tới đây cho tôi. 2 tên vệ sĩ nghe vậy thì đáp lời rồi lui ra khỏi phòng khách. Chẳng bao lâu sau, Khương Vi Nhan đã bị lôi vào trong phòng. Ánh mắt dâm đãng của Đông Phương Viêm đảo qua đảo lại tại bộ phận nhạy cảm của Khương Vi Nhan. Hắn sốt sáng nới lỏng cà vạt rồi nói với 2 tên vệ sĩ, cởi trói cho cô ta. Vâng, 2 tên vệ sĩ nghe vậy lập tức cởi bỏ dây trói trên người Khương Vi Nhan. Đông Phương Viêm mỉm cười dâm đãng đứng dậy, nói, Khương Vi Nhan, cô chịu theo tôi sớm hơn thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay. Không chỉ có cô phải chết mà còn liên lụy tới rất nhiều người. Nhân lúc Tiêu Chính Văn còn chưa đến, chúng ta cứ vui vẻ trước đi, đợi Tiêu Chính Văn tới rồi lại diễn cảnh mây mưa ngay trước mặt hắn, cô thấy thế nào? Chương 1387 Đông Phương Viêm vừa nói vừa sải bước tiến về phía Khương Vi Nhan. Tên khốn nạn nhà anh, đừng qua đây, Khương Vi Nhan đã dự đoán trước tình huống này từ lâu, vậy nên lúc ở phòng bao cô đã giấu trộm một con dao cắt đồ ăn vào trong người. Ban nãy khi bị đánh ngất xỉu, La Hải Bằng vẫn chưa lục soát người cô. Thấy Đông Phương Viêm tiến lại gần,
Khương Vi Nhan vội vàng rút con dao cắt đồ ăn ra kề lên trên cổ mình, đôi mắt trợn tròn, lùi về phía góc tường với dáng vẻ có chết cũng không chịu khuất phục. Thấy Khương Vi Nhan dùng dao kề sát cổ mình, Đông Phương Viêm không khỏi nhíu mày. Tinh khí của người phụ nữ này quá mạnh mẽ. Sếp Khương, cô còn trẻ như vậy, chết đi thì thật là đáng tiếc, còn cả con gái cô thì biết tính sao đây? Lẽ nào định để Tiêu Chính Văn tìm cho nó một bà mẹ kế à? Đông Phương Viêm vừa nói vừa tiến sát lại gần Khương Vi Nhan. Rốt vội vàng kéo Đông Phương Viêm lại, nói cậu chủ Đông Phương, đừng ép cô ta, trong mắt cô ta có ý định liều chết. Ồ, Đông Phương Viêm quay đầu lại lườm Rốt, bất mãn nói, chuyện của ông đây không cần anh quản, tránh ra. Chân mày Rốt khẽ động, thấy Cao lắc đầu với mình thì mới lùi ra sau một bước. Thế nhưng trong lòng thì lại hết sức khó chịu, làm vệ sĩ cho Đông Phương Viêm đã đủ mất mặt. Lại còn phải giúp hắn làm những chuyện thất đức này, phổi của Rốt sắp nổ tung vì tức giận. Mặc dù bọn họ đều hận Tiêu Chính Văn, đều muốn hỏi Tiêu Chính Văn bằng được rốt cuộc Âm Dương Tôn đang ở nơi nào, thế nhưng dù gì phái Quang Minh cũng có giới hạn, những chuyện cưỡng ép người khác như vậy là hành vi bị nghiêm cấm rõ ràng trong phái Quang Minh. Cậu chủ Đông Phương, nếu như cô ta không sống được cho tới khi Tiêu Chính Văn tới thì mối thù của anh chỉ có thể báo được một nửa mà thôi. Cao lên tiếng ngăn cản. Đông Phương Viêm nhìn con dao cắt đồ ăn trong tay Khương Vi Nhan, uất hận nghiến răng nói, mẹ kiếp, điều đó ông đây biết rõ. Không phải mấy người nói không có gì là không thể sao. Bây giờ, ngay lập tức, đoạt lấy con dao trong tay cô ta về đây cho tôi. Vì giây phút này, ban nãy Đông Phương Viêm đã đặc biệt uống 6 viên thuốc tăng cường sinh lực. Bây giờ là lúc thuốc phát huy tác dụng, ngay cả hít thở cũng trở nên nặng nề không ít. Chương 1388 nhìn một cô gái xinh đẹp gần trong gang tấc như vậy lại không thể ra tay, loại cảm giác này rõ ràng là một sự giày vò. Những thứ chúng tôi có thể làm chỉ là giúp anh giết người, nếu như anh muốn cô ta chết thì tôi có thể tiễn cô ta lên đường ngay lập tức. Còn nếu muốn cô ta sống, tôi khuyên cậu chủ Đông Phương đợi thêm một chút. Đợi cái rắm, trong mắt Đông Phương Viêm chẳng chỉ tơ máu, bảo hắn đợi ư. Ngay cả một phút hắn cũng không đợi nổi nữa rồi. Một người ở trong trạng thái căng thẳng cao độ sẽ không trụ nổi lâu đâu, chưa đến 2 tiếng đồng hồ cô ta sẽ kiệt sức, tới lúc đó chúng ta mới có cơ hội. Cao nhìn Khương Vi Nhan, bình thản lên tiếng. Khương Vi Nhan nhếch miệng, hai mắt nhìn Cao đầy vẻ hận thù. Hắn nói không sai, Khương Vi Nhan hiện chỉ đang cố tỏ ra cứng rắn, từ sáng qua trưa cho tới tận bây giờ, Khương Vi Nhan chưa uống một ngụm nước, chưa ăn một hạt cơm nào. Đừng nói là 2 tiếng, đối với cô mà nói, chỉ 1 tiếng đồng hồ thôi cũng đã dài đằng đẵng rồi. Cao ra hiệu bằng ánh mắt cho Rốt, hai người mượn cớ ra ngoài tuần tra rồi rời khỏi phòng khách. Lúc đi ra ngoài sân, bước về phía cửa chính, Rốt nhỏ giọng nói với Cao, hành vi của Đông Phương Viêm hơi thái quá rồi, chúng ta không phải chó săn của anh ta. Chỉ cần biết được tung tích của Âm Dương Tôn từ phía Tiêu Chính Văn, lấy trái tim rồng về, tên này sẽ trở nên vô dụng thôi. Hơn nữa còn phải giết anh ta và La Hải Bằng để diệt khẩu. Trước mắt đừng ra tay với anh ta, ban nãy anh suýt thì phạm phải sai lầm lớn rồi đấy. Cao nói với giọng điệu bình tĩnh. Hừ, nếu như không phải cấp trên bức ép, tôi, suýt. Cao đột nhiên cảnh giác nhìn khắp xung quanh. Ban nãy ở góc tây bắc đột nhiên truyền đến âm thanh sột soạt, đây tuyệt đối không phải là tiếng gió. Mà là âm thanh người đi ủng ra dẫm lên trên lá. Có lẽ người của Tiêu Chính Văn tới rồi. Cao nhìn về hướng đông nam, trên mặt nở nụ cười. Lát nữa cho La Hải Bằng đi làm bia đỡ đạn, chúng ta đỡ phải ra tay. Rốt nói với giọng điệu ác độc. Cao khẽ gật đầu làm ra vẻ như không có gì, đi cùng Rốt trở lại căn biệt thự. Lúc này ở tập đoàn Vi Nhan. Khi mặt trời sắp lặn, điện thoại của Long Nguyệt cuối cùng cũng đổ chuông. Tôi là Long Nguyệt, Long Nguyệt nhận điện thoại. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói của một người đàn ông, báo cáo với Long Nguyệt biết vị trí của mấp người Đông Phương Viêm và cả tình hình cụ thể mà mình đã nhìn thấy. Chương 1389 Long Vương, người đang ở trong một trang viên gần thị trấn Mật La phía tây bắc của Giang Trung. Thế nhưng theo báo cáo của người bên chúng ta, ngoài Đông Phương Viêm và tên La Hải Bằng kia ra, còn có 2 người đàn ông da trắng nữa. 2 người này dường như không đơn giản. Long Nguyệt đặt điện thoại xuống. Vội vàng báo cáo lại với Tiêu Chính Văn. Thị trấn Mật La,
Trong đầu Tiêu Chính Văn lập tức xuất hiện hình ảnh bản đồ Giang Trung. Nơi này vô cùng hoang vắng, dù là trên thị trấn thì cũng không tới 300 hộ, là thị trấn nghèo nàn nhất nằm sát Giang Trung. Trong đầu Tiêu Chính Văn cũng có chút ấn tượng về trang viên mà Long Nguyệt vừa mới nói, có lẽ là khu nhà ở đã bị bỏ hoang từ mấy chục năm trước. Sau khi trầm tư chốc lát, Tiêu Chính Văn nghiêm túc nói, bên phía Đông Phương Viêm chắc chắn đã có chuẩn bị, mấy người đừng đi theo, người của Điện Thần Long cũng lập tức rút về. Rõ, Long Nguyệt vội vàng rút điện thoại ra nhắn tin vào số điện thoại ban nãy, thông báo với thuộc hạ của mình lập tức rời đi. Một mình Tiêu Chính Văn bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, ngồi trên chiếc xe Việt dã lái thẳng về phía thị trấn Mật La. Lúc Tiêu Chính Văn tới nơi, sắc trời đã hoàn toàn nhuốm màu đen kịt. Mây đen phủ kín trên bầu trời, thi thoảng phía chân trời còn lóe lên tia chớp. Cùng với mấy tiếng sấm rền, mưa bắt đầu bay lất phất khắp cả khoảng trời. Tiêu Chính Văn dừng xe trên trục đường chính của thị trấn, sau đó nhảy xuống sải bước đi tới gần trang viên. Lúc này, bên trong trang viên ngay cả một ngọn đèn cũng không có, bên dưới khoảng không đen kịt và tĩnh lặng đang ẩn chứa nguy cơ chết chóc bất tận. Ý của mấy người là đêm nay Tiêu Chính Văn nhất định sẽ đến sao? Đông Phương Viêm vừa nói với vẻ không cam tâm vừa liếc mắt nhìn về phía Khương Vi Nhan lúc này vẫn đang kề dao ở cổ và đứng sát góc tường. Chiều nay lúc chúng tôi ra ngoài tuần tra đã phát hiện ra người của Tiêu Chính Văn, chỉ có điều đã thả cho hắn rời đi rồi, vợ của Tiêu Chính Văn ở trong tay chúng ta, hắn còn không đến cứu hay sao? Vừa dứt lời, bên trong căn phòng tối dưới tầng truyền đấy mấy tiếng hừ bực bội. Ai ở bên dưới? Rốt cau mày hỏi. Là La Hải Bằng. Ông ta nói muốn cho lão già kia thấy sự lợi hại, chắc là âm thanh do lão già đó phát ra. Đông Phương Viêm hờ hững nói. Ngu xuẩn, Cao lạnh lùng nói, lập tức bảo ông ta đi lên, Tiêu Chính Văn là cao thủ, dù chỉ là chút âm thanh nhỏ cũng sẽ giúp hắn phát hiện ra chúng ta. Hiệu quả tập kích sẽ bị sụt giảm rất lớn. Đông Phương Viêm quay đầu liếc nhìn Cao, đây là đang ra lệnh cho hắn sao? Thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện báo thù, Đông Phương Viêm đành kìm nén ngọn lửa giận, gửi một tin nhắn cho La Hải Bằng. Chương 1390 lúc này. Tiêu Chính Văn vẫn luôn ở bên cạnh quan sát hồi lâu, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, ngoài mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen đi lại vài vòng trong sân ra thì căn bản ngay cả một bóng người cũng không thấy. Vèo, xem ra đối phương là một cao thủ giỏi ám sát, trong lòng Tiêu Chính Văn không khỏi thấy hơi lo lắng. Nếu như anh tiến vào sơn trang thì địch ở ngoài sáng, anh ở trong tối, mặc dù Tiêu Chính Văn gan lớn lại có võ nghệ cao cường, thế nhưng cũng không thể lỗ mãng. Sau khi suy xét trong chốc lát, Tiêu Chính Văn nhanh chân nhảy vào trong sơn trang từ sau núi, tránh được sự chú ý của đám vệ sĩ mặc đồ đen, nhảy vào trong tầng từ một ô cửa sổ đã vỡ. Lách tách, trong hành lang thi thoảng lại vang lên tiếng nước chảy, mà xung quanh lại chỉ tĩnh lặng như tờ. Chính Văn mau, ở phía đầu hành lang đột nhiên vang lên tiếng hô của một người phụ nữ. Thế nhưng âm thanh đó vừa mới thốt lên đã lập tức im bặt. Vi Nhan, Tiêu Chính Văn bước nhanh về phía đầu hành lang, giơ chân lên đạp bay cửa phòng. Rầm, khi cánh cửa phòng đổ ầm xuống đất, bên trong căn phòng chỉ là một mảng đen kịt, căn bản không có bóng dáng của Khương Vi Nhan. Hả, lúc Tiêu Chính Văn đang hoài nghi. Một bóng đen đột nhiên lao tới từ phía sau lưng anh không chút tiếng động. Vút, một luồng gió lao thẳng về phía giữa lưng Tiêu Chính Văn. Ai, Tiêu Chính Văn vừa lên tiếng vừa chuyển động, né được một nhát dao của đối phương, đồng thời giơ tay ra muốn túm lấy cổ tay của đối phương. Xoạt, lại là một tia sáng sắc lạnh chém thẳng về phía yết hầu của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn vội vàng lùi ra sau, đồng thời mũi chân khẽ chạm đất, sau khi lùi ra sau mấy bước. Cơ thể của Tiêu Chính Văn đột nhiên nhảy vọt lên cao. Bộp, Tiêu Chính Văn tung một cú đá nhắm thẳng vào ngực người đó. Cơ thể của người đó văng ra xa, con dao trong tay cũng rớt xuống đất. Tiêu Chính Văn, hôm nay chính là ngày chết của mày. Vừa dứt lời, đèn đuốc bốn bên lập tức bừng sáng, tất cả đèn gần như sáng lên cùng một lúc, mà bên trong phòng cũng có thêm hai bóng người nữa. Tiêu Chính Văn, quả nhiên rất lợi hại. Mày còn quá trẻ. Không thể tinh thông trận pháp, nói đi, trái tim rồng kim long đang ở đâu, âm dương tôn đang ở đâu. Cao sải bước tiến về phía Tiêu Chính Văn. Chương 1391 bọn mày nói gì, tao nghe không hiểu, Khương Vi Nhan và Độ Thiên Chân Nhân bị đưa đi đâu rồi.
Tiêu Chính Văn không trả lời mà hỏi ngược lại. Nghe không hiểu ư? Rốt nhếch miệng cười, nói, bọn tao đã bố trí hắc ảnh trận bên trong tòa nhà này, nếu như mày không hiểu trận pháp thì bây giờ đã là một cái xác rồi. Quả nhiên giống như những gì Tiêu Chính Văn nghĩ, bóng tối ban nãy cực kỳ bất thường, hơn nữa giọng nói của Khương Vi Nhan cũng không hề phát ra từ trong căn phòng đó. Nếu không phải Tiêu Chính Văn tinh thông các loại trận pháp thì lúc này quả thực đã chết trong tay La Hải Bằng. Do đó có thể thấy, đối phương chắc hẳn là người của Phái Quang Minh. Phái Quang Minh lại cùng một ruột với nhà họ Đông Phương à? Tiêu Chính Văn cười khẩy. Mày muốn nghĩ thế nào cũng được, chỉ cần mày giao nộp trái tim rồng Kim Long và nói ra nơi Âm Dương Tôn đang ở thì bọn tao có thể không làm khó mày. Vợ mày là Khương Vi Nhan và cả tên Độ Thiên Chân Nhân kia đều có thể trả lại cho mày bình an vô sự. Thế nào? Cao lạnh lùng hỏi. Cái gì? Đông Phương Viêm đứng ở cửa chính nghe thấy lời này cũng sửng sốt, sau đó liền gào mồm lên quát tháo, mấy người chẳng qua chỉ là con chó của ông đây, có tư cách gì mà ra điều kiện với Tiêu Chính Văn, lập tức giết chết hắn cho tôi. Cậu chủ Đông Phương, tôi khuyên anh đừng kích động, nếu không người chết đầu tiên sẽ là anh đấy. Cao hung tợn uy hiếp một câu, sau đó lần lượt đứng vào vị trí tiến công có lợi nhất cùng với Rốt. La Hải Bằng đánh giá Cao và Rốt một lượt, mặc dù không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng có vẻ như mấy chữ trái tim rồng Kim Long dường như rất lợi hại. Tim rồng, trước mắt La Hải Bằng chợt bừng sáng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Mặc dù ba người không có sự đồng điệu về mặt ngôn ngữ, thế nhưng lúc này lại đạt được sự thống nhất. Bọn mày là người của Phái Quang Minh thật sao? Tiêu Chính Văn cảnh giác nhìn hai người họ, đồng thời cầm con dao quân đội năm cạnh trong tay. Cao híp mắt nhìn bàn tay đang cầm con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn, nói, xem ra mày không định hợp tác với bọn tao rồi. Nếu đã như vậy thì tao đành phải đắc tội thôi. Khí thế xung quanh người Cao lập tức dâng cao, Rốt cũng bộc lộ triệt để hơi thở của một thiên vương thiên cấp 4 sao. Hai thiên vương thiên cấp 4 sao, một thiên vương địa cấp 3 sao. Ba đấu một, Tiêu Chính Văn không dám sơ suất dù chỉ một chút. Người của Phái Quang Minh có chiến lực rất mạnh. Chiến đấu với Âm Dương Tôn khiến Tiêu Chính Văn ít nhiều cũng có chú kiêng nể Phái Quang Minh. Giết, Cao gào lên ra lệnh, một lưỡi dao màu vàng không chút tiếng động chém thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Chương 1392 cơ thể Tiêu Chính Văn cũng dịch chuyển theo. Không gian căn phòng này khá nhỏ hẹp, cực kỳ bất lợi với Tiêu Chính Văn. Đối phương tấn công cùng lúc từ ba hướng khác nhau, không gian dịch chuyển của Tiêu Chính Văn càng bị hạn chế. Hơn nữa anh cũng không thể sử dụng chiêu thức du long bộ trong thiên sơn thư lục được. Chỉ cần mất tập trung thì sẽ bị tấn công từ phía sau. Sau khi né được mấy đòn tấn công của Cao và Rốt, Tiêu Chính Văn định lui về cạnh cửa sổ. Cùng lúc La Hải Bằng đánh một đòn tới, Tiêu Chính Văn giơ một cánh tay đè lên nắm đấm của La Hải Bằng. Hơn nữa cơ thể anh hơi ngã về sau, mượn lực cú đấm của La Hải Bằng phá cửa sổ để nhảy xuống sân. Khoảnh khắc Tiêu Chính Văn đáp đất, xung quanh lập tức trở nên tối đen. Màu đen này khác hoàn toàn với sắc đen trong đêm tối, tối đen như mực hoàn toàn không thấy gì. Ngay lúc chạm chân xuống đất, Tiêu Chính Văn lập tức nhận ra trong sân cũng có trận pháp. Mặc dù trận pháp này không làm giảm sức mạnh của đối thủ bằng trận pháp Tiêu Chính Văn đã bày bố trước đó. Nhưng trong trận pháp, trước mặt Tiêu Chính Văn chỉ còn một màu đen. Còn đối phương lại nhìn thấy Tiêu Chính Văn rất rõ ràng. Điều này có nghĩa là địch ở ngoài sáng, anh ở trong tối. Thấy Tiêu Chính Văn lùi về trong sân, Cao nhếch môi nở nụ cười. Quả nhiên như hắn dự đoán, Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chọn đấu với ba người họ ở trong sân. Hắn trúng kế rồi, ánh mắt Cao lóe lên tia sáng. Cũng may Cao đã từng học trận pháp này của Âm Dương Tôn. Chứ nếu không ba người họ cũng không có nhiều lợi thế khi đánh với Tiêu Chính Văn trên khoảng đất trống. Theo tư liệu trước đó, thực lực của Tiêu Chính Văn chỉ là thiên vương một sao, nhưng chính thức đánh với anh, họ mới nhận ra sức mạnh của Tiêu Chính Văn lại không hề thua kém gì cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao. Đánh với người cùng cấp bậc, nhất là đối thủ có nhiều thủ đoạn như Tiêu Chính Văn lại càng khó bắt được nhược điểm. Nhưng tình hình hiện giờ lại cực kỳ bất lợi với Tiêu Chính Văn. Cao vừa dứt lời, Rốt ném ba bó rơm đã chuẩn bị sẵn xuống dưới. Bịch bịch bịch, ba âm thanh trầm đục vang lên, Tiêu Chính Văn cảnh giác chuyển tầm mắt sang ba hướng phát ra ba tiếng vang đó.
Nhìn thấy hành động của Tiêu Chính Văn, Cao nở nụ cười nham hiểm, con dao ngắn màu đen trong tay chĩa vào Tiêu Chính Văn nói, chính là lúc này, ngày chết của Tiêu Chính Văn đến rồi. Giết hắn. Chương 1393. Thật ra Tiêu Chính Văn không hành động theo quán tính mà anh đang nhân lúc kẻ địch không chú ý để phá vỡ trận pháp của đối phương. Trận pháp này không khó, chỉ cần tìm được và đánh gãy bất kỳ một trong 7 cây gậy gỗ chống đỡ trận pháp này thì sẽ lập tức làm giảm hiệu quả của trận pháp. Dựa vào cảm ứng của trái tim rồng kim long với trận pháp, Tiêu Chính Văn không khó để tìm được mắt trận pháp. Có điều đám người Cao không quen thuộc trận pháp lắm, nên đâu hề biết những động tác nhỏ này của Tiêu Chính Văn. Khi họ tràn đầy tự tin nhảy xuống từ trên tầng, chĩa kiếm về phía Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn đã có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của 3 người nhưng vẫn còn hơi mờ. Phân tán ra đi, Cao vung tay, 3 người làm theo từng bước đã diễn tập trước đó đứng vào 3 chỗ khác nhau vây Tiêu Chính Văn lại bên trong. Hiển nhiên là Cao đang cố gắng hết sức hạ gục Tiêu Chính Văn mà không để ai bị thương. Khóe môi Tiêu Chính khẽ nhếch lên. Lúc này đã không còn là địch ngoài sáng, anh trong tối nữa. Ngược lại xét về mặt tâm lý thì anh ở ngoài sáng, địch ở trong tối. Nhìn theo tất cả hành động cả 3 người, Tiêu Chính Văn lập tức rút con dao quân đội 5 cạnh ra lớn tiếng hét lên, đi. Hả, Cao sửng sốt, con dao quân đội 5 cạnh đâm về phía La Hải Bằng có thực lực yếu nhất trong 3 người. La Hải Bằng vốn cho rằng Tiêu Chính Văn chỉ là cá nằm trên thất nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn lại tấn công chuẩn xác vào mình trong tình thế trước mặt tối đen như mực thế kia. Xoẹt, một âm thanh xé tan không khí vang lên, con dao quân đội 5 cạnh đâm vào La Hải Bằng như một tia chớp. A, à, La Hải Bằng hoảng sợ hét lên thành tiếng. Thấy con dao quân đội 5 cạnh đâm về phía mình, La Hải Bằng vội vàng lăn sang một bên muốn né đòn tấn công chí mạng của Tiêu Chính Văn. Nhưng chỗ La Hải Bằng đứng lại là góc tường trong sân, cú lăn của ông ta quá đột ngột khiến ông ta không thể lui được mà đâm sầm vào bức tường. La Hải Bằng bị đâm vào tường đến mức đầu óc choáng váng. Sau đó một luồng gió mạnh đánh từ sau lưng, La Hải Bằng hoảng sợ vội vàng đứng dậy nhảy sang một bên. Thoát được một vố, Tiêu Chính Văn cũng thuận thế thu con dao quân đội 5 cạnh lại, cả người bỗng lao về phía Cao. Vì sự việc vừa nãy chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, La Hải Bằng suýt nữa mất mạng, sự chú ý của Rốt đã bị bên La Hải Bằng thu hút. Chương 1394. Chỉ thoáng sửng sốt một chút, Tiêu Chính Văn đã đánh đến chỗ Cao. Vừa nãy thấy con dao quân đội 5 cạnh của Tiêu Chính Văn đâm về phía La Hải Bằng cực kỳ chuẩn xác, Cao đã chuẩn bị sẵn, thấy Tiêu Chính Văn đột ngột ra tay với mình, hắn vội vã vung dao lên đánh trả. Keng keng keng. Liên tiếp đỡ được 3 đòn công kích của Tiêu Chính Văn, Cao không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù chỉ đỡ 3 đòn tấn công của Tiêu Chính Văn, nhưng lại khiến hai cánh tay hắn hơi tê, toát cả mồ hôi lạnh. Ban nãy mỗi một đòn tấn công của Tiêu Chính Văn gần như khiến hắn muốn gục ngã. Nếu không phải ham muốn sống sót khiến hắn cắn răng chống đỡ thì Cao đã không thể trụ vững quá đòn thứ hai. Lúc này sở dĩ Tiêu Chính Văn liều mạng như vậy là vì một mình anh đánh với 3 người nên phải sử dụng tốc độ, chỉ có nhanh chóng giải quyết dứt điểm một đối thủ thì mới có cơ hội sống sót. Cùng lúc đó, Rốt cũng hoàn hồn lại từ nỗi kinh ngạc, hắn vung nắm đấm sắt lên đấm vào giữa lưng Tiêu Chính Văn. Hắn cực kỳ giỏi cách đánh cận chiến giống Cao. Hắn nghĩ nếu đánh với khoảng cách gần thì hắn và Cao gần như bất khả chiến bại. Chỉ vài chiêu đã có thể khống chế được độ thiên chân nhân chính là minh chứng rõ ràng. Nhưng hắn đâu biết Tiêu Chính Văn xuất thân từ trong quân đội, không hề giống độ thiên chân nhân. Ngay từ đầu thứ họ phải rèn luyện chính là chiến đấu với khoảng cách gần, nếu so về bản lĩnh cận chiến thì Cao và Rốt thua xa Tiêu Chính Văn. Bỗng dưng cảm nhận được luồng gió từ phía sau, Tiêu Chính Văn vội né người sang bên cạnh, không tấn công Cao nữa mà chuyển mục tiêu sang Rốt ở một bên. La Hải Bằng vừa thoát được cái chết cũng chạy đến tấn công anh. Lúc này Tiêu Chính Văn không quan tâm gì nhiều, ngay khi La Hải Bằng tấn công Tiêu Chính Văn, trước ngực Tiêu Chính Văn bỗng lóe lên luồng sáng màu đỏ. Hả, La Hải Bằng vẫn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra thì chỉ thấy một thanh giáo dài màu đỏ bỗng lao ra từ trước ngực Tiêu Chính Văn. Phụt, tốc độ của thanh giáo dài liệt long cực kỳ nhanh, không cho La Hải Bằng có thời gian sửng sốt. Ông ta còn chưa hoàn hồn lại thì một vật thể lạnh như băng đã đâm xuyên qua ngực của ông ta. Ngay sau đó,
ông ta chỉ cảm thấy bóng người trước mặt chồng lên nhau. Tiêu Chính Văn đã xoay họng giáo đâm về phía Rốt. La Hải Băng ngây ngốc đứng tại chỗ, máu tươi chảy xuống dọc theo lỗ đâm cực lớn ở trước ngực ông ta. Chương 1395 Rốt, cẩn thận, chắc chắn là hắn đã khôi phục được thị giác rồi. Cao vừa lao đến giải vây cho Rốt, vừa hét lớn với hắn. Còn La Hải Bằng bị thanh giáo dài liệt long xuyên qua ngực, chẳng ai quan tâm đến sự sống chết của ông ta nữa. Thi thể La Hải Bằng ngã ngửa ra phía sau. Cho đến lúc chết, trong đôi mắt của ông ta vẫn tràn đầy sự ngờ vực và không cam tâm. Không phải trước mắt Tiêu Chính Văn là một mảng tối đen hay sao? Sao có thể đâm chính xác vào ông ta không sai một ly như vậy chứ? Nhưng bây giờ dù ông ta có hối hận cũng vậy, không cam tâm cũng thế, mọi chuyện đã quá muộn. Thanh giáo dài liệt long trong tay Tiêu Chính Văn vô cùng sắc bén, lực uy hiếp vô cùng lớn, một mình Rốt sao có thể chống đỡ nổi. Hắn không ngừng lùi lại về phía sau, chỉ hy vọng Cao nhanh chóng đánh tới giải được vòng vây cứu mình. Nhưng Tiêu Chính Văn cũng biết rõ, đây là cơ hội duy nhất giết chết hắn mà không có thương tổn. Sự phối hợp của hai người này có thể nói là hoàn hảo không có kẽ hở, nếu lại để cho hai người phối hợp tiến công trước sau thì bản thân anh sẽ rơi vào nguy hiểm. Khó trách Độ Thiên Chân Nhân bị hai người này đánh bại. Nghĩ tới đây, Tiêu Chính Văn lập tức tăng lực trong tay. Thanh giáo dài liệt long giống như một con rồng sống, mang theo hào quang màu đỏ, giáng một đòn chí mạng lên người Rốt. Rốt liên tiếp lùi lại mười mấy bước, khi vẫn đang lùi tiếp thì dưới chân đột nhiên bị thứ gì đó quấn lấy, cơ thể không giữ được thẳng bằng mà ngã ngửa ra sau. Ngay vào lúc này, thanh giáo dài liệt long của Tiêu Chính Văn chĩa thẳng vào yết hầu của Rốt. Dừng tay, Cao vừa gầm lên vừa giơ dao kề sát vào sau lưng Tiêu Chính Văn. Hắn và Rốt trước nay vẫn luôn đi có đôi về có cặp, hai người bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, nếu Rốt chết thì Cao cũng khó mà sống một mình. Vì vậy, bây giờ hắn muốn cướp thời gian với Tiêu Chính Văn, đánh cược Tiêu Chính Văn không dám bỏ qua việc bản thân bị tập kích phía sau mà vẫn tiếp tục ý định muốn giết Rốt. Nhưng vào lúc hắn một lòng muốn liều tốc độ với Tiêu Chính Văn, trong bàn tay khác của Tiêu Chính Văn bỗng nhiên lóe lên một ánh sáng bạc. Con dao quân đội năm cạnh không một tiếng động phi thẳng tới cổ họng Cao. Không, lúc Cao nhìn rõ con dao quân đội năm cạnh thì con dao phát ra ánh sáng sắc bén ấy chỉ còn cách cổ họng của hắn chưa tới 1 cm. Phụt! Chương 1396 con dao quân đội năm cạnh không chút chần chừ đâm qua cổ họng Cao, trên lưỡi dao còn mang theo một dòng máu tươi. Cơ thể của Cao cũng bị bay ra phía sau vì luồng sức mạnh cực lớn này. Còn Rốt thoát được một kiếp vì một phút phân tâm của Tiêu Chính Văn. Hắn khẽ nghiêng đầu, tránh được mũi nhọn của thanh giáo dài liệt long màu đỏ. Keng, mũi giáo vô cùng sắc nhọn đâm thẳng xuống đất, Rốt bị dọa sợ toát mồ hôi lạnh. Lúc hắn nhìn trộm Cao mới phát hiện ra xác của Cao đã rơi xuống đất. FCK, Rốt thầm mắng một câu. Lúc này hắn làm gì còn quan tâm đến việc báo thù cho Cao nữa. Hắn bỏ từ dưới đất lên, một bước dài xông ra ngoài, chớp mắt đã biến mất trong bóng đêm. Tiêu Chính Văn đưa tay ra, con dao quân đội năm cạnh bay về trong lòng bàn tay anh. Liên tiếp giết chết hai vị cường giả cảnh giới thiên vương, lúc này quanh người Tiêu Chính Văn tràn ngập sát khí, như vừa mới trở về từ địa ngục. Đông Phương Viêm lén lút quan sát bên ngoài cửa sổ đã bị dọa tới mức đái ra quần. Hai chân không ngừng run lẩy bẩy. Cao, Rốt cộng thêm cả La Hải Bằng cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn ư. Không thể nào, mặc dù Đông Phương Viêm rất muốn trốn chạy, nhưng Rốt có thể chạy được là vì lần này Tiêu Chính Văn đến đây không phải để giết người mà là cứu người. Mặt khác, vị trí của Rốt rất có lợi, vượt qua tường chính là rừng cây rậm rạp sau núi. Tiêu Chính Văn hoàn toàn không muốn đuổi theo, nhưng hắn lại khác. Khương Vi Nhan còn đang bị nhốt trong phòng khách, cho dù trèo tường ra cũng sẽ bắt gặp Tiêu Chính Văn. Đáng chết, lúc này Đông Phương Viêm vô cùng hối hận, sao lại không nghĩ tới việc giữ lại cho bản thân đường lui chứ? Không hay rồi, lúc Đông Phương Viêm đang hết sức hối hận, Tiêu Chính Văn cũng đã chú ý tới căn phòng trên tầng 2, bóng dáng anh như ma vương dáng thế bay thẳng lên cửa sổ. Ầm ầm, Tiêu Chính Văn phá cửa sổ bay vào. Vì lực quá lớn khiến Đông Phương Viêm bị đánh bay ra xa. Phù phù, cơ thể Đông Phương Viêm bị đập mạnh vào tường, trên tường cũng bị nứt toác. Phụt, chương 1397 Đông Phương Viêm nôn ra một ngụm máu, nặng nề ngã xuống đất. Chồng ơi, em ở đây,
Khoảnh khắc Khương Vi Nhan nhìn thấy Tiêu Chính Văn, nước mắt tràn mi, con dao trong tay rơi xuống, cô nhào vào lồng ngực Tiêu Chính Văn. Đông Phương Viêm ngã xuống đất ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Khương Vi Nhan. Hắn rút một khẩu súng lục nhỏ từ trong người ra, nhắm vào lưng Khương Vi Nhan, lập tức bóp cò. Hành động này của hắn đã bị Tiêu Chính Văn nhìn thấy. Lúc viên đạn bắn ra khỏi nòng, Tiêu Chính Văn đột nhiên bước lên một bước, kéo lấy Khương Vi Nhan, đồng thời ôm lấy cô xoay người lại, chắn sau lưng cô. Phụt, một viên đạn bắn vào sau lưng Tiêu Chính Văn, chỉ là viên đạn ấy thậm chí ngay cả áo của Tiêu Chính Văn cũng chưa kịp chạm tới đã bị một bức tường không khí vô hình nào đó chặn lại. À, nhìn thấy đòn sát thương cuối cùng của mình cũng không thể giết được Khương Vi Nhan, Đông Phương Viêm gào lên vô cùng thảm thiết. Không phải vì hắn hận Tiêu Chính Văn bao nhiêu mà là trong lòng hắn hiểu rõ, hôm nay Tiêu Chính Văn tuyệt đối sẽ không để hắn sống sót rời đi. Hắn muốn trước lúc chết phải kéo theo một người mà Tiêu Chính Văn vô cùng yêu thương chết cùng với mình. Nhưng kết quả lại không thể hoàn thành tâm nguyện của hắn. Tiêu Chính Văn, tao có làm ma cũng không tha cho mày đâu. Đông Phương Viêm nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu, trong mắt chỉ thấy tơ máu. Tiêu Chính Văn quay người lại, lạnh lùng nhìn Đông Phương Viêm. Tao nhớ là tao từng cảnh cáo mày, nếu có lần sau tao nhất định sẽ giết mày. Giết tao ư? Đông Phương Viêm nuốt nước bọt, giãy giụa bò từ dưới đất lên, nghiến răng nói, Tiêu Chính Văn, có trách chỉ trách ông đây quá sơ suất. Thắng làm vua thua làm giặc, muốn chém muốn giết, tùy mày. Đông Phương Viêm vung tay lên, vứt khẩu súng lục sang một bên, một khẩu súng nhỏ hoàn toàn không thể làm gì được Tiêu Chính Văn, cầm nó cũng chỉ vướng víu. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, vô tư đối mặt với sống chết, mày cũng được xem như một người đàn ông. Hừ, dù ông đây quỳ xuống xin mày thì có tác dụng sao? Đông Phương Viêm nói tới đây, đột nhiên bật khóc nức nở. Hắn còn trẻ, còn nhiều tiền chưa tiêu hết, còn nhiều cô gái chưa tán tỉnh được, còn rất nhiều chí hướng cũng chưa thực hiện được, nhưng tất cả đều đã cách xa hắn rồi. Sinh mạng của hắn đã hết. Phụt, con dao quân đội năm cạnh xuyên qua ngực Đông Phương Viêm. Cơ thể Đông Phương Viêm khẽ lắc lư, bụp, hắn quỳ rạp xuống đất, hắn có thể cảm nhận được sinh mạng của hắn đang điên cuồng trôi đi. Tiêu Chính Văn, tao làm ma cũng không, tha, ầm. Đông Phương Viêm còn chưa nói xong đã chút hơi thở cuối cùng, cơ thể nặng nề ngã xuống đất. Tiêu Chính Văn đưa tay ra thu lại con dao quân đội năm cạnh, liếc mắt nhìn thi thể của Đông Phương Viêm nói, cho dù làm ma thì mày cũng chỉ là một con ma thấp kém mà thôi. Chương 1398 dứt lời, Tiêu Chính Văn ôm lấy Khương Vi Nhan bước ra ngoài cửa. Chồng à, ông Đỗ Thiên vẫn bị nhốt trong căn phòng dưới lòng đất, không biết bây giờ ông ấy sao rồi, mau đi cứu ông ấy đi. Khương Vi Nhan vội vàng nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn gật đầu, bước nhanh vào trong căn phòng tối dưới lòng đất. Lúc này, Đỗ Thiên chân nhân đã ngất xỉu từ lâu, thật ra vết thương của cụ ta không hề nặng, chủ yếu chỉ vì tức giận quá mức mà thôi. Bất cứ ai bỏ ra gần 20 năm tâm huyết đào tạo một tên khốn nạn lừa thầy diệt tổ như Đông Phương Viêm thì cũng sẽ điên tiết. Tiêu Chính Văn buông Khương Vi Nhan xuống, tốn không ít sức lực mới khiến cho Đỗ Thiên chân nhân tỉnh lại. Vừa tỉnh, Đỗ Thiên chân nhân đã nước mắt lưng tròng, không ngừng dậm chân thụi ngực. Tôi đúng là có mắt như mù, sao lại thu nhận một tên khốn nạn như vậy cơ chứ? Ôi chao, thật là tức chết mất thôi. Chỉ thấy vẻ mặt Đỗ Thiên chân nhân lúc này hoàn toàn méo sạch, hai chân không ngừng dẫm mạnh lên trên mặt đất giống như một đứa trẻ bị trộm mất đồ chơi. Chọc Tiêu Chính Văn cười ha hả. Ông cụ, Đông Phương Viêm là vì lợi ích của gia tộc chứ không giống như những gì ông nghĩ đâu, nếu lừa thầy diệt tổ thật thì hắn đã giết ông từ lâu rồi. Việc nhốt ông ở đây đã nói lên rằng thật ra trong lòng hắn không hề muốn ra tay tuyệt tình với ông, vẫn còn nể tình thầy trò khi trước. Tiêu Chính Văn vội vàng giữ Đỗ Thiên chân nhân lại, nhân tiện khuyên nhủ. Cậu Tiêu, nhưng mà tôi, dù Tiêu Chính Văn có nói thế nào thì Đỗ Thiên chân nhân cũng nuốt không trôi cục tức này. Tình cảm thầy trò 20 mấy năm, vậy mà tên khốn nạn này lại sai người ra tay với cụ ta. Ông cụ, Đông Phương Viêm chết rồi, Tiêu Chính Văn điềm nhiên nói. Nghe thấy câu này, Đỗ Thiên chân nhân đột nhiên sững sờ, hận thì hận thật, oán thì oán thật. Thế nhưng dù gì Đông Phương Viêm cũng là đệ tử của cụ ta.
tình cảm thầy trò hơn 20 năm như hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt. Tim người không phải sắt đá, giống như những gì Tiêu Chính Văn nói với Độ Thiên Chân Nhân, Đông Phương Viêm có quá đáng thế nào thì tuyệt đối cũng sẽ không ra tay độc ác với Độ Thiên Chân Nhân, điều này nói lên rằng lương tâm của hắn vẫn chưa hoàn toàn mất hết. Chỉ là Tiêu Chính Văn đã không thể tha thứ cho hành vi của hắn nữa, dù gì đây cũng đã là lần thứ hai Đông Phương Viêm uy hiếp đến sự an toàn của Khương Vi Nhan. Chương 1399 loại người này, Tiêu Chính Văn tuyệt đối sẽ không cho hắn thêm cơ hội tiếp tục sống. Thế nhưng Tiêu Chính Văn có thể hiểu được tâm trạng của Độ Thiên Chân Nhân. Cậu ta, đang ở đâu? Vành mắt Độ Thiên Chân Nhân lập tức ngân ngấn nước. Ban nãy cụ ta còn chửi rủa muốn xé xác Đông Phương Viêm ra làm tám mảnh, thế nhưng khi thật sự hay tin hắn đã chết, trong lòng Độ Thiên Chân Nhân không khỏi cảm thấy đau đớn. Cảm giác khó chịu cứ như bị người ta dùng dao cứa vào tim, thậm chí ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng trở nên nghẹn ngào. Trong phòng khách trên tầng, ông lên đó nhìn hắn lần cuối đi. Nói xong, Tiêu Chính Văn ôm lấy Khương Vi Nhan bước ra khỏi cửa. Lúc Tiêu Chính Văn tiến vào trong sân, sau lưng anh truyền đến tiếng hét thảm thiết của Độ Thiên Chân Nhân. Hai, Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, sải bước tiến về phía thị trấn. Mãi một lúc lâu sau, Độ Thiên Chân Nhân mới bước ra khỏi trang viên với đôi mắt đỏ hoe, nặng nề bước đi về phía thị trấn. Lúc Độ Thiên Chân Nhân vừa bước tới ngã tư đường, phía trước lập tức lóe lên hai luồng sáng của đèn xe. Tiêu Chính Văn bấm còi hai lần, mở cửa xe cho Độ Thiên Chân Nhân. Ông lão, tôi có thể hiểu cho tâm trạng của ông, đau đớn vì mất đi người học trò mình yêu quý, bất luận là lý do gì, ai cũng sẽ cảm thấy bi thương. Nếu không sẽ chỉ là kẻ máu lạnh vô tình, mà Tiêu Chính Văn tôi sẽ không bao giờ làm bạn với những kẻ vô tình. Câu nói này của Tiêu Chính Văn lọt vào trong tai Độ Thiên Chân Nhân, khiến Độ Thiên Chân Nhân bật khóc nức nở thêm lần nữa. Xe chậm rãi rời đi, Khương Vi Nhan nhìn Độ Thiên Chân Nhân lúc này đang gào khóc đau thương, nhất thời cũng không biết nên an ủi như thế nào. Trở về biệt thự nhà họ Tiêu, Độ Thiên Chân Nhân vào phòng nghỉ ngơi. Lúc này Độ Thiên Chân Nhân cứ như già thêm cả chục tuổi. Chồng à, ông cụ ông ấy, Độ Thiên Chân Nhân không có con nên dù ngày thường ông ta đối xử nghiêm khắc với đệ tử nhưng mỗi một đệ tử đều giống như con ruột của ông ta. Bất luận Đông Phương Viêm có bao nhiêu sai lầm thì Độ Thiên Chân Nhân vẫn hết mực yêu thương. Tiêu Chính Văn nhìn về phía cửa phòng của Độ Thiên Chân Nhân, nói một cách sâu xa. Thế nào gọi là ở bên cạnh lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm? Chỉ là đồng cảm mà thôi. Chương 1400 vậy nên Tiêu Chính Văn mới có thể nói ra những lời đó, mới bảo Độ Thiên Chân Nhân nói lời từ biệt sau cùng với Đông Phương Viêm. Mà sau khi mấy người Tiêu Chính Văn rời đi không lâu, một bóng người chậm rãi bước ra từ trong rừng cây phía xa. Hắn chính là Smith, hắn vừa kiểm tra hiện trường vừa nói với người bên kia điện thoại, bây giờ tôi đã có thể xác nhận là Tiêu Chính Văn đã giết Âm Dương Tôn, hơn nữa còn chiếm được trái tim rồng Kim Long. Một giọng nói nghiêm túc phát ra từ đầu dây bên kia, Rốt và Cao đâu? Rốt chạy rồi, Cao chết tại trận. Thế nhưng, người thừa kế tương lai của nhà họ Đông Phương cũng chết dưới tay của Tiêu Chính Văn. Theo tôi suy đoán, bốn gia tộc lớn nhất định sẽ vì chuyện này mà kết thành đồng minh để diệt trừ Tiêu Chính Văn nhanh thôi. Bây giờ điều duy nhất chưa thể xác định là thái độ của Võ Tông. Nếu Võ Tông cũng đối đầu với Tiêu Chính Văn thì có lẽ... chúng ta có thể không cần điều động lực lượng của tổ chức cũng diệt trừ được Tiêu Chính Văn. Tuy nhiên, chúng ta lấy lại trái tim rồng Kim Long bằng cách nào đây? Smith vừa kiểm tra hiện trường vừa cau mày hỏi. Cậu tiếp tục ở lại Hoa Quốc, nghĩ cách tiếp cận tầng lớp quyết sách của Võ Tông, buộc phải chia rẽ bằng được mối quan hệ giữa bọn chúng. Còn về việc làm sao để lấy lại trái tim Kim Long, ba ngày nữa sẽ có người liên lạc với cậu. Nói xong, đối phương cúp máy luôn. Smith cất điện thoại, tìm được không ít củi khô ở xung quanh, lấy ra nửa thùng xăng từ trong xe rồi đốt thi thể Cao Thành cho bụi. Màn đêm đen kịt, Smith thậm chí không nán lại dù chỉ một chút, lập tức biến mất vào trong bóng đêm. Mặc dù La Hải Bằng đã chết nhưng số tiền sau lưng ông ta thì vẫn còn. Do đó, sáng ngày hôm sau, Tiêu Chính Văn đã bảo Long Nguyệt điều động 20 tỷ tiền vốn từ quỹ tiền bên ngoài biên giới, trả hết khoản nợ của La Hải Bằng. Còn Lý Quốc Hào đã không rõ tung tích từ lâu. Đêm hôm qua, Đông Phương Viêm không đến khách sạn đúng giờ đã hẹn, Lý Quốc Hào đã phát giác ra mối nguy hiểm nên lập tức mua một tấm vé máy bay ra nước ngoài ngay trong đêm,
trốn chạy khỏi Hoa Quốc. Chỉ đáng tiếc, lúc Lý Quốc Hào xuống máy bay, một người đàn ông gầy gò đi ngang qua người ông ta, đôi bàn tay to như cành cây khô khẽ chạm vào yết hầu của ông ta, khiến ông ta chết thảm ở nơi đất khách quê người. Lúc tưởng như tất cả đã sóng yên biển lặng, một cuộc điện thoại phá vỡ toàn bộ sự tĩnh mịch. Từ Kiêu Long biệt hiệu là Tô Giao Vương đã bị ám sát vào một ngày trước, cơ thể bị thương nặng sắp mất mạng. Tin tức này không chỉ khiến chiến khu Đông Nguyên chấn động mà còn kinh động cả Thiên Tử và Tần Vũ. Suy đoán của Tiêu Chính Văn quá mức chuẩn xác, chỉ là đối phương không hề chĩa mũi giáo thẳng vào Tiêu Chính Văn, ngược lại bắt đầu ra tay từ Từ Kiêu Long. Anh nói gì cơ, Từ Kiêu Long bị ám sát ư? Tiêu Chính Văn nhíu mày, khẽ lắc đầu nói, Từ Kiêu Long chưa hề rời khỏi quân doanh nửa bước, ai có thể thầm lặng dồn ông ấy tới chỗ chết chứ? Cậu đang nói có nội gián hả? Tần Vũ ở đầu dây bên kia không dám tin, kinh ngạc thốt lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.